Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của báo điện tử Sức khỏe và đời sống. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là giải pháp chữa trị viêm họng, viêm amidan tái phát hiệu quả. Và tôi là Việt Tú sẽ là người đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trong suốt chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chắc hẳn tất cả quý vị đã từng gặp những triệu chứng về viêm họng và cảm thấy khó chịu. Và đặc biệt hơn nữa là mỗi lần bị viêm họng hay viêm amidan sẽ khiến cho chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc của mình. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể có cách phòng ngừa cũng như biết được bệnh lý về viêm họng hay viêm amidan? Chương trình hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc đó của tất cả quý vị và các bạn. Và như thường lệ thì trong chương trình của chúng tôi sẽ mời đến trường quay những vị khách mời. Họ là những chuyên gia hàng đầu về y tế, sẽ là những người trực tiếp giải đáp và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tất cả quý vị và các bạn. Họ là ai? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi clip ngay sau đây. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh, trưởng bộ môn tai mũi họng Đại học Y Hà Nội, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội, thạc sĩ chuyên ngành tai mũi họng, tiến sĩ chuyên ngành tai mũi họng với đề tài nghiên cứu phục hồi chức năng phát âm sau cắt thanh quản toàn phần bằng van khí thực quản loại Provox. Đã tham gia làm phó chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, nghiên cứu đặc điểm cấu trúc phân tử virus S-Standa ở Việt Nam, quy trình sản xuất bộ sinh phẩm chẩn đoán. Đã chủ trì 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại nghiệm thu như đề tài các biến chứng của phẫu thuật cắt tuyến giáp, nghiệm thu năm 2010 đạt loại xuất sắc, đề tài đánh giá kết quả phẫu thuật dò xoang lê bằng bơm xanh methylene ngược dòng, nghiệm thu năm 2013 đạt loại xuất sắc, v.v. Hiện đang chủ trì một đề tài cấp bộ và một đề tài cấp cơ sở. Đã có 24 công trình khoa học, bài báo, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo đã công bố như một số tiến bộ về điều trị ung thư thanh quản tại khoa khối u Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, đánh giá khả năng thể hiện thanh điệu của bệnh nhân sau cắt thanh quản toàn phần bằng sử dụng van khí thực quản và thanh quản điện, nghiên cứu đánh giá tính an toàn của thuốc Avamis ở đối tượng người lớn bị viêm mũi dị ứng quanh năm, v.v. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hưng Củng, nguyên vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền Bộ Y tế, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, chủ nhiệm Bộ môn Thực phẩm chức năng Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, phó viện trưởng Viện Thực phẩm chức năng, viện trưởng Viện Khoa học điều dưỡng và phục hồi chức năng, phó tổng biên tập tạp chí Châm cứu Việt Nam và tạp chí Thực phẩm chức năng, đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 tại trường Đại học Y Hà Nội, cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội, học tập tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn của WHO ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Bulgaria, Ukraine, Nga với tư cách chủ nhiệm chương trình y học cổ truyền của WHO, được vinh danh trong Who is Who in the World năm 2010. Các công trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, nghiên cứu 40 chế phẩm y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu châm tê với gây tê ngoài màng cứng, nghiên cứu tác dụng của trứng kiến đen, nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, Phó trưởng bộ môn nội tổng hợp Đại học Y Hà Nội, chuyên gia hàng đầu về các bệnh lý hô hấp, từng tu nghiệp tại Mỹ và Úc. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Bác sĩ nội trú, hoàn thành khóa tu nghiệp về dinh dưỡng tiết chế tại Liên bang Nga năm 1989. Đã tham gia nhiều đề tài cấp bộ, cấp nhà nước về các chế độ dinh dưỡng cho người lớn và trẻ em. Làm chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước về thừa cân béo phì năm 2001-2005. Tham gia viết các sách về chế độ ăn và chăm sóc trẻ. Quý vị các bạn thân mến, như vậy là ngay lúc này đây đang ngồi cạnh Việt Tú trong trường quay, đó chính là những vị khách mời, những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam sẽ là những người tư vấn trực tiếp cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, một lần nữa xin được giới thiệu lại, đó chính là sự hiện diện của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh, đó chính là sự hiện diện của bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hưng Củng và Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương, và bên cạnh đó là một gương mặt cũng rất là quen thuộc với tất cả quý vị, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải. Và kính thưa tất cả quý vị, trong chương trình của chúng tôi thì luôn luôn có những câu hỏi tương tác đưa ra cho tất cả quý vị. Và nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Quý vị hãy share link của chương trình và tương tác với chương trình. Đặc biệt hơn nữa là
đưa ra những câu trả lời chính xác nhất, gửi về cho chúng tôi nhanh nhất để có cơ hội nhận được những phần quà từ chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ đây thì xin được mời tất cả quý vị cũng như các vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Tỷ lệ mà bệnh nhân đến khám về đường hô hấp trên là phổ biến, đặc biệt là gặp rất nhiều trẻ con, trẻ em, và đặc biệt là những trường hợp mà đã điều trị rất nhiều lần, nhiều nơi, thời gian dài rồi. Họ đến và thường hay có biến chứng tay giữa và làm cho một cái việc điều trị rất là khó khăn. Nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng đây là căn bệnh đơn giản, dễ chữa nên thường tự mua thuốc điều trị tại nhà. Điều này khiến việc điều trị bệnh không hiệu quả và dễ tái phát. Bên cạnh đó, người bệnh lại không biết chăm sóc vùng mũi họng đúng cách, sử dụng thuốc bừa bãi là nguyên nhân khiến bệnh mãi không khỏi và trở thành mãn tính. Viêm amidan cũng là căn bệnh thường gặp mỗi khi thời tiết thay đổi. Amidan vốn có tác dụng giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, nhưng khi tổ chức này bị viêm đi viêm lại nhiều lần, dẫn tới các đợt viêm mũi họng. Viêm họng mãn tính hay viêm amidan tái phát nhiều sẽ dẫn tới các biến chứng như viêm khớp, viêm cầu thận, viêm màng tim, thậm chí là ung thư vòng họng. Nhiều người có quan niệm là cứ viêm amidan là cắt. Có các bậc cha mẹ lại lầm tưởng viêm amidan và viêm VA là một. Bệnh nhân nào đến cũng muốn là chúng ta bác sĩ điều trị triệt để viêm họng cho tôi. Nên thực ra thì bác sĩ không thể làm được cái việc như vậy, mà chỉ chính là phải cho chúng ta giữ đề. Còn bác sĩ chỉ điều trị được những đợt cấp của viêm họng mà thôi. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bệnh viêm họng, viêm amidan và đưa ra những khuyến cáo cần thiết trong việc điều trị phòng ngừa bệnh tái phát căn bệnh này, báo điện tử Sức khỏe và đời sống, sứckhoedoisong.vn tổ chức buổi tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề Giải pháp chữa trị viêm họng, viêm amidan tái phát hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên, những cuộc trò chuyện với các vị khách mời chúng ta ngày hôm nay. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh ạ. Ông có thể cho biết rằng là viêm họng là gì và viêm amidan là gì? Bởi vì hiện nay có rất nhiều người đang vẫn còn ngập ngừng mua, tức là rất là mập mờ trong cái việc là phân biệt giữa các bệnh lý như thế này. Vâng, chúng ta biết thì họng được coi là cái ngã tư giữa đường ăn và đường thở. Chúng ta hít thở không khí qua đường mũi, rồi chúng ta ăn qua đường miệng, thì tất cả đều qua họng, và sau đó thì được chia ra làm hai đường, một đường vào thực thở ở phía dưới qua thanh quản, rồi khí quản, phế quản, và một đường này xuống thực quản. Như vậy thì họng nó là một cái vị trí nằm ở ngã, người ta coi là ngã tư đường ăn và đường thở. Và cái họng thì được phủ với lớp niêm mạc nó chung giữa đường tiêu hóa và đường hô hấp. Thế thì người ta định nghĩa viêm họng chính là viêm cái lớp niêm mạc này. Và chúng ta biết là amidan thì nó, chúng ta coi amidan, người ta gọi amidan hổ cái, thì nó nằm ở hai thành bên của họng. Và khi mà viêm ở cái vùng này thì người ta có thể chia làm hai loại là viêm họng chung và viêm amidan riêng biệt. Thì chúng ta cần phải phân biệt rõ hai cái bệnh này, và cũng chỉ khi mà đi khám bác sĩ thì mới có sự phân biệt một cách rành rọi. Còn các cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận thấy, triệu chứng cơ năng, thì bệnh nhân chỉ thấy là mình bị đau họng, bị sốt. Chứ còn bản thân bệnh nhân thì khó có thể phân biệt được hai cái bệnh này. Dạ vâng, rõ ràng là khi mà chúng ta có những triệu chứng ở trong cổ họng như vậy thì bắt buộc là phải đến khám ở các bác sĩ chuyên khoa để các bác sĩ chuyên khoa có được một cái lời khuyên và định hướng tốt nhất, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì bản thân Việt Tú thấy rằng là hầu như ai cũng có từng gặp một lần, ít nhất một lần cho cái trường hợp mà đau họng, ngứa họng, hay là đôi khi cả việc viêm amidan nữa. Vâng. Vậy thì ông có thể cho biết rằng là nguyên nhân do đâu mà dẫn đến những bệnh lý như thế vậy? Vâng, chúng ta biết là họng nó là cái ngã tư đường ăn đường thở, nó tiếp nhận tất cả những cái các cái không khí rồi thức ăn từ bên ngoài vào, cho nên là nó là cái cửa ngõ đầu tiên mà phải tiếp nhận những cái tác động từ bên ngoài, cho nên là nó là cái cơ quan đầu tiên mà dễ bị viêm nhiễm nhất. Thì bản chất của cái amidan thì như chúng ta biết nó là một cái cơ quan tổ chức lympho, mà khi mà đứa trẻ sinh ra thì nó có tác dụng bảo vệ cơ thể. Nhưng mà đôi khi thì chính cái tổ chức amidan này nó cũng lại gây ra những cái triệu chứng gây viêm. Và người ta nói rằng đối với trẻ nhỏ thì một năm bị vài lần viêm họng, viêm amidan là chuyện bình thường.
Còn đối với người lớn chúng ta thì khi mà cái hệ thống miễn dịch nó trưởng thành dần lên thì cái việc viêm họng, viêm amidan nó sẽ giảm đi. Chứ còn không ai có thể tránh khỏi cái bệnh này. Dạ vâng. Tôi xin trao đổi thêm với giáo sư Cảnh, tức là hiện nay thì có trên thế giới ấy có một cái khái niệm mới, người ta gọi là pharyngotonsillitis. Tức là một cái sự liên quan cái bệnh lý giữa amidan và họng. Như vậy thì ta thấy là gì? Là amidan chỉ là một cái triệu chứng nằm trong cái bối cảnh của cái họng. Đây là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là trong cái nguyên nhân như anh Tú vừa hỏi ấy, thì ta thấy là thế này, là lâu nay ta thấy cứ amidan là ta cứ cắt, cứ nghĩ là ta cắt này cho ta đốt này rồi thì là nó hết. Nhưng mà gốc rễ của vấn đề thì ta phải là gì? Những cái vấn đề ở họng này, ở amidan chính là ở cái xoang. Thì ta biết nó trong cái vòm họng với lên xoang là một lớp niêm mạc hoàn toàn giống nhau. Và giai đoạn cấp ấy, thì cái từ ở cái họng, cái amidan nó mới bò lên, nó vào cái xoang, nó gây ra cái viêm xoang. Nhưng khi đã có cái mãn ấy, tức là viêm xoang rồi ấy, thì chính cái những cái chất thải này, rồi những cái mủ này, rồi những cái dịch từ ở xoang nó phải đi xuống, và từ cái đó nó mới gây ra viêm họng, viêm amidan. Cho nên là anh cắt amidan rồi nó vẫn viêm họng. Đấy, tôi đã biết có những cái tác giả mà những cái kỹ thuật mới như là chắc là anh Cảnh biết là TTT, technique lấy chân thủy đấy, thế đã bị viêm amidan nhưng mà không cắt, đã có một cái tổng kết 489 ca mà chỉ điều chỉnh cái xoang, tức là điều chỉnh cái gốc, và điều chỉnh cái gốc thì coi như cái amidan nó cũng hết đấy. Thì không không biết là giáo sư Cảnh có. Cảm ơn giáo sư. Và chúng ta cũng biết là tại sao người ta lại xếp vào chuyên khoa tai mũi họng, bởi vì nó có sự liên quan giữa các cái bộ phận này với nhau, nó không thể tách rời là chuyên khoa xoang riêng, hay là chuyên khoa mũi riêng, chuyên khoa họng riêng, chuyên khoa tai riêng được, mà ba cái bộ phận này nó rất liên quan chặt chẽ với nhau. Bởi vì bệnh học cũng như là giáo sư cũng nói là nó được lót bởi cái biểu mô cái niêm mạc ấy, nó cùng một cái cấu trúc, cho nên là khi mà viêm ở chỗ này thì nó sẽ gây viêm ở chỗ khác. Vì đấy là lý do tại sao người ta xếp chuyên khoa tai mũi họng như vậy. Và tôi cũng nhất trí là khi mà viêm amidan thì lát nữa có lẽ chúng ta sẽ bàn kỹ thêm là khi mà có viêm amidan thì nó có thể gây ra những cái biến chứng, ví dụ như là giáo sư đã nói là viêm xoang, và ngược lại thì khi mà viêm xoang thì cái dịch nó chảy xuống và nó gây viêm họng, thì đấy là cái mối liên quan chặt chẽ về bệnh họng như vậy. Dạ vâng. Cho nên trong những cái lĩnh vực này như giáo sư Cảnh nói ấy, là nếu như chúng ta không nói đến viêm họng rồi amidan mà không nói đến xoang là coi như có một cái sự khiếm khuyết. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rõ ràng là chúng ta thấy đều có những sự liên quan giữa tai, mũi và họng, giống như các vị khách mời chúng ta vừa chia sẻ, đúng không ạ? Nếu như với những người dân bình thường thì khi mà họ đau họng thì họ hoặc là họ bị đau amidan chăng nữa thì họ cũng chỉ trong đầu suy nghĩ một cách rất đơn giản rằng là tôi bị đau họng thôi. Còn chỉ khi nào họ đến phòng khám, họ gặp bác sĩ chuyên khoa thì họ mới biết là chính xác là họ đang bị viêm họng như thế nào, hay là họ đang bị viêm amidan như thế nào, đúng không ạ? Vâng. Chính vì vậy mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta mới đem đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi những cái định nghĩa và những cái hiểu biết rõ ràng nhất về cái việc viêm họng hay là viêm amidan, đúng không ạ? Thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo mà sẽ cùng đến với sự chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương ạ, từ cái nhiễm trùng đường hô hấp trên sẽ rất là dễ dẫn đến cái việc mà viêm nhiễm các đường hô hấp dưới. Vậy thì xin bà có thể cho biết là cái đường viêm đường hô hấp dưới là gồm những cái bệnh gì và cái mức độ nguy hiểm như thế nào? Thì đường hô hấp người ta sẽ chia ra là đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. Thế và ở bác sĩ tai mũi họng như ở chỗ Phó Giáo sư Cảnh thì là phụ trách về phần đường hô hấp trên, tức là từ thanh quản trở lên gồm mũi rồi hầu rồi họng. Còn từ thanh quản xuống dưới thì nó sẽ bao gồm là khí quản, phế quản, tiểu phế quản và đơn vị tận cùng của phổi, đấy là các phế nang. Thế và từ thanh quản dưới thì người ta gọi là đường hô hấp dưới. Ở đây câu hỏi của bạn nói là nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới thì nói chung là nó có hai loại, một là viêm phế quản và hai là viêm phổi. Viêm phế quản và viêm phổi thì thông thường mà ở những người mà cơ địa khỏe mạnh thì cũng thường gặp và nó cũng diễn biến lành tính, có thể tự khỏi hoặc là có những cái can thiệp điều trị, nhưng mà cũng có những trường hợp mà diễn biến nặng và nghiêm trọng và thậm chí có những trường hợp tử vong.
Thế và ở trong những trường hợp mà viêm phế quản cũng như viêm phổi ở những cái đối tượng như là người già, trẻ em hoặc là những cái đối tượng mà có các bệnh hô hấp mãn tính như là hen phế quản hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là giãn phế quản, hoặc là cái nhóm bệnh mãn tính ví dụ dùng thuốc suy giảm miễn dịch, dùng thuốc chống ung thư hoặc là suy thận, suy tim, thì đối với cả những cái trường hợp mà những cái nhóm đối tượng nguy cơ như vậy thì nếu mà viêm phế quản, viêm phổi thì cũng phải hết sức thận trọng vì có thể là những cái diễn biến mà nặng rồi cũng khó kiểm soát. Dạ vâng, rõ ràng là trong tùy trong từng trường hợp và với cái bệnh lý mà bệnh nhân mắc phải mà phải nghe theo lời khuyên từ phía bác sĩ mới có hướng điều trị tốt, đúng không ạ? Cảm ơn những chia sẻ từ phía Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thu Phương. Bây giờ thì Việt Tú lại muốn hỏi bác sĩ Phạm Hưng Củng ạ. Bệnh viêm họng, viêm amidan thì có thể điều trị bằng y học cổ truyền được hay không? Và cái hiệu quả của nếu như điều trị bằng y học cổ truyền mang lại đối với hai căn bệnh lý này như thế nào? Vâng. Trước hết thì tôi thấy là lâu nay á, nhiều người là cứ nghĩ là viêm họng này, viêm amidan này, kể cả viêm xoang là cứ phải nện thuốc tây vào, cứ phải kháng sinh vào. Đấy cũng là có một cái đúng, nhưng mà cũng có những cái chưa toàn diện. Là vì một trong những người làm về y học cổ truyền lâu thì chúng tôi thấy là gì, y học cổ truyền cũng có những cái khả năng để mà điều trị cũng như là phòng ngừa các cái bệnh lý thuộc vào cái chuyên khoa tai mũi họng như là viêm xoang này, viêm amidan này, viêm họng. Là vì sao? Là vì cái y lý của y học cổ truyền ấy thì có viêm họng, viêm xoang hay là viêm amidan là không phải là điều trị cái bệnh, mà điều trị là điều trị người bệnh. Là vì toàn bộ cái họng này, cái amidan nằm trong cái tổng thể của cơ thể, và khi cơ thể của chúng ta cái sức đề kháng nó giảm, chắc là anh Cảnh và chị Phương thấy là các cháu hay là những người mà sức khỏe yếu á thì dễ bị bệnh phổi, dễ bị đường hô hấp, dễ bị đường hô hấp trên và cả đường hô hấp dưới. Thì đấy là đông y gọi là cái chính thể là chính khí, mà bên tây y gọi là cái sức đề kháng hay là miễn dịch. Đấy thì khi mà điều trị thì đông y lại quan tâm tới cái điều trị tổng thể, điều trị cái toàn diện, và khi nâng cái chính khí lên, tức là nâng cái sức đề kháng đi, thì làm cho bệnh tật nó cũng thoái lui. Đồng thời đông y cũng có những cái vị thuốc để tác động trực tiếp vào, ví dụ như có vi khuẩn, virus, thậm chí cả nấm, thì cũng có những cái vị thuốc là gì, nó giết, nó tiêu diệt được cả nấm, cả vi khuẩn và cả virus, như ví dụ như là candida albicans chẳng hạn. Thì đấy, như vậy rõ ràng đông y nó đi cả ngọn và cả gốc, vì thế cho nên nó cũng có thế mạnh trong cái điều trị các cái bệnh lý về tai mũi họng. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, là rõ ràng chúng ta thấy là trước khi mà những tức là tây y phát triển thì rõ ràng nếu như ngày xưa thì thường chúng ta điều trị bằng đông y, đúng không ạ? Và rõ ràng mỗi một phương pháp đều có những cái lợi ích riêng và hiệu quả riêng, giống như là bác sĩ Phạm Hưng Củng vừa chia sẻ như vậy. Và chúng ta lại nói đến một cái vấn đề khác, đó chính là vấn đề dinh dưỡng. Bây giờ với bác sĩ Lê Thị Hải ạ, khi mà chúng ta bị viêm họng này hay viêm amidan, hay nói đơn giản là đau họng đấy ạ, thì ăn hay uống cái gì đó cũng cảm thấy rất là khó chịu và đau. Vậy thì như vậy, khi mà đau như vậy thì chúng ta sẽ sinh ra một cảm giác là thôi lười, không ăn không uống nữa, bỏ, bởi vì cứ nuốt vào là đau. Vậy thì những lúc bị như vậy thì với những bệnh nhân mà gặp phải bệnh lý như vậy thì nên ăn uống như thế nào để có thể giữ được cái dinh dưỡng cho cơ thể của mình? Trước hết thì tôi cũng rất là đồng ý với cả ý kiến của bác sĩ Củng vừa nói đấy. Cơ thể của chúng ta, nếu như mà chúng ta có cái tình trạng dinh dưỡng tốt đấy, nhất là đối với trẻ em chẳng hạn, đối với những cháu mà hay suy dinh dưỡng thì thường xuyên là rất là nhiều những họng, hay là đối với những người lớn, người già mà có cái tình trạng dinh dưỡng không tốt thì chắc chắn là sẽ rất là bị, bởi vì là cái sức đề kháng kém. Thế cho nên là trong đấy thì để có cái sức đề kháng tốt thì đương nhiên là chế độ dinh dưỡng thì tốt rồi. Thế khi mà chúng ta trong dinh dưỡng thì ngoài cái việc mà chúng ta ăn uống hàng ngày để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động, thì còn trong dinh dưỡng có rất nhiều những cái vi chất dinh dưỡng có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thế chính vì vậy cho nên là một cái chế độ ăn mà chúng ta cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết, rồi đặc biệt là cung cấp đầy đủ chất đạm, cung cấp đầy đủ các vitamin khoáng chất, nó có tác dụng tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể, thì cơ thể của chúng ta thứ nhất là cũng ít bị bệnh hơn, và thì có thì cũng không hồi phục hơn. Thế nhất là trong những trường hợp mà chúng ta lại đang bị viêm họng, viêm amidan thì tôi nghĩ là chắc chắn là rất là nhiều người chúng ta bị rồi, chúng ta đau họng nhiều, người không nuốt được, không ăn được. Thế thì khi mà không nuốt không ăn được như vậy thì cái cơ thể của chúng ta nó suy yếu đi, và cũng thường thì cái sức đề kháng kém, chúng ta lại càng lâu khỏi bệnh hơn và ít trở bệnh hơn. Thế cho nên là trong những trường hợp mà chúng ta
bị bệnh nhưng phải cố gắng làm sao mà chọn những thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng để làm sao mà chúng ta vẫn có thể, trong những lúc ốm như vậy, đau họng như vậy, chúng ta vẫn có thể cung cấp được đủ chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của chúng ta. Thế thì khi mà các bạn bị như vậy thì tôi nghĩ là đầu tiên là chúng ta nên chọn những thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu, ví dụ như là cháo này, súp này, sữa này, nước trái cây này đấy, và chúng ta chia nhỏ một bữa trong ngày. Thế và đặc biệt là những cái lúc đau như thế thì chúng ta cũng không nên uống những cái loại nước nóng quá hoặc lạnh quá, ví dụ như là đang viêm họng, đang đau như thế mà lại kem một nước đá vào thì càng làm cái tình trạng nó viêm lên. Hay là chúng ta ăn thức ăn nó nóng quá chẳng hạn, chúng ta làm tổn thương các cái biểu mô, thêm biểu mô các niêm mạc đường hô hấp của họng đấy, nó càng làm cho bệnh thì chúng phải nặng hơn lên. Thế rồi ăn những cái đồ cay quá, nóng quá chẳng hạn đấy, thì cũng đều là không tốt đấy, không phải. Thế cho nên là lời khuyên của tôi về dinh dưỡng thì như là chúng ta đầu tiên thì trước hết là để cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt, ít bị viêm họng, amidan cũng như tất cả các bệnh khác, thì chúng ta phải có một chế độ dinh dưỡng cân bằng đầy đủ với chất dinh dưỡng. Và thứ hai đó là khi mà bị đau họng, viêm họng như vậy thì chúng ta nên chọn một chế độ ăn mỏng mềm, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng để ta cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, để cơ thể của chúng ta có cái sức đề kháng tốt để bệnh cũng không. Dạ vâng. Thưa quý vị, với bác sĩ Lê Hải vừa chia sẻ rằng là rõ ràng là một phần những nguyên nhân mà dẫn đến cái bệnh lý về viêm họng hay viêm amidan là cũng ảnh là do chúng ta ăn uống rất là nhiều, đúng không? Những chất dinh dưỡng, hay đơn giản là nhiều khi là uống quá lạnh, rồi thì ăn nóng quá hay ăn quá nhiều đồ cay nóng cũng rất dễ gây tổn thương cho cổ họng của mình. Chính vì vậy mà cũng dẫn đến cái việc mà các bạn bị những triệu chứng là viêm họng hay viêm amidan. Quay trở lại một trong những nguyên nhân khác mà nhiều người cho rằng đó là những nguyên nhân dẫn đến cái việc viêm họng amidan. Ở Việt Nam chúng ta thì thấy là không khí thì ô nhiễm, môi trường ô nhiễm rất là nhiều. Mọi người đi ra ngoài thì không phải ai cũng có ý thức để bảo vệ bản thân mình như đeo khẩu trang hay là thế nào đó. Chính vì vậy mà đây cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho nhiều người bị mắc cái bệnh về viêm họng hay viêm amidan. Và được mà một vấn đề nữa là thường thì cái bệnh này sau khi mà đã bị rồi thì cũng rất hay tái phát lại. Vậy với bác sĩ Phạm Tuấn Cảnh ạ, ông có thể cho biết rằng là điều này thì những cái triệu chứng đó, những nguyên nhân đó có đúng hay không? Và đặc biệt hơn nữa là khi mà chúng ta sống trong môi trường ô nhiễm quá lâu như vậy thì những cái biểu hiện của bệnh như thế nào? Vâng, như tôi đã nói từ lúc đầu ấy thì họng của chúng ta là cái cơ quan đầu tiên mà chịu tác động của từ bên ngoài vào. Chúng ta hít thở không khí rồi ăn uống nó phải đều đi qua họng cả, và đây là cái cửa ngõ đầu tiên mà phải chịu những cái tác động từ bên ngoài. Cho nên là như anh nói là cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường nó cũng là một vấn đề là không gọi là vấn nạn đối với bệnh lý đường hô hấp trên và cả đường hô hấp dưới nữa. Ngoài ra thì có một số yếu tố khác nữa như là hút thuốc lá, cái không khí, cái khói thuốc nó đi qua vùng họng và nó gây tác hại. Và chắc là giáo sư Phương về đây thì là những người mà hiểu rất là rõ những hậu quả của việc hút thuốc lá. Thế rồi người ta còn đề cập đến một số những yếu tố khác nữa, thí dụ như là gần đây thì người ta nói nhiều đến hiện tượng trào ngược dạ dày họng, và đây cũng là một yếu tố gây viêm họng. Những cái yếu tố này nó là cái yếu tố thuận lợi để gây viêm họng. Và chúng ta biết là những nguyên nhân gây viêm họng thì người ta chia ra là những nguyên nhân do nhiễm khuẩn, là nhiễm virus và một số nguyên nhân khác, những ví dụ như nấm, và nó phải có những yếu tố thuận lợi đấy. Rồi cái sức đề kháng của cơ thể, một số những bệnh nó làm suy giảm cái miễn dịch của cơ thể và nó làm cái yếu tố thuận lợi cho cái việc mà vi khuẩn hoặc virus nó phát triển, nó gây viêm họng. Dạ vâng ạ. Và thường thì thấy rằng là viêm họng thì hay bị tái phát. Vậy thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy gì cho sức khỏe của con người? Đấy thì chúng ta đã biết là như tôi đã nói là viêm cái họng nó cũng là một trong những bộ phận của tai mũi họng thôi. Và khi mà viêm họng, viêm amidan thì nó có thể gây ra những cái hệ lụy. Ví dụ như cái biến chứng tại chỗ, viêm amidan thì có thể gây ra những cái áp xe quanh amidan. Chúng ta biết là cái amidan nó có một cái khoang ở xung quanh amidan đấy, và có thể cái ổ mù nó hình thành ở đó và nó gây áp xe amidan và nó lan ra thành cái áp xe ở cái khoảng bên họng. Thế rồi nó có thể gây những biến chứng lân cận như giáo sư cũng có nói là gây viêm xoang, viêm tai. Đối với trẻ nhỏ khi mà viêm họng hay là viêm VA thì rất là dễ được dẫn đến viêm tai, và đây là cũng là một cái căn bệnh nan giải trong tai mũi họng. Thế rồi nó có thể gây ra những cái biến chứng xa nữa, thí dụ như là viêm khớp, viêm tim mà chúng ta anh đã nói đề cập đến ngay từ đầu, có thể gây ra những cái biến chứng về viêm khớp, viêm tai và để lại cái hậu quả khá viêm tim và nó để lại cái hậu quả khá là nặng nề. Và ngày nay thì cái tỷ lệ này nó thấp hơn nhưng vẫn còn, chúng ta vẫn gặp khá là nhiều. Thì đây là những cái mà cái hệ lụy của cái viêm họng viêm amidan gây nên. Cái này tôi xin bổ sung thêm một tí là đặc biệt ở trẻ nhỏ. Ở cái trẻ mà dưới khoảng 10 tuổi ấy, thì nó bảo là
chỉ có nó lướt qua họng nhưng mà nó sẽ cắn nát tim và nó đến cái biến chứng như vậy, tức là nó sẽ gây ra cấp thì có thể viêm ngoài ngoài tim, rồi sau này để ra những cái di chứng như là hở hẹp van hai lá vân vân ở đấy. Và một cái biến chứng nữa mà cũng cần phải quan tâm đấy chính là đối với thận. Từ cái viêm họng, viêm amidan mà không giải quyết tốt thì nó đi xuống ở cái thận, nó gây lên cái nephritis aegypti. Thì những cái ấy nó có thể gây là gì? Một trước mắt nó có thể gây vô niệu và lâu dài nó bị nhiều, có thể gây lên viêm thận mãn. Và viêm thận mãn ta biết rồi là cái chức năng lọc của nó sẽ kém đi, cho nên bây giờ mình chạy nhiều thật nhiều máy chính là một trong những có những cái hậu quả của từ cái viêm họng amidan. Dạ vâng ạ. Vậy với bác sĩ Phạm Minh Củng thì chúng ta có cái giải pháp nào để có thể là ngăn ngừa cái sự tái phát của các bệnh viêm họng amidan không? Tức là trong đông y. Vâng, bất cứ cái bệnh lý gì chứ không riêng về đường amidan và đường hô hấp cả, đều có những cái phương pháp để phòng ngừa. Vâng. Tức là khi mà chưa được bị thì mình đã phòng ngừa rồi. Đấy, và người ta nói là phòng bệnh khi mà chưa có bệnh thì đấy là một cái quan điểm phòng trị trong cái y tế của quốc tế bây giờ. Và chính vì thế cho nên ở các cái nước tiên tiến ấy mà thì cái tỷ lệ các cái bệnh lý mà ở các cái nước đang phát triển nó thấp hơn nhiều, chính là vì họ có một cái ý thức là phòng bệnh. Thì phòng bệnh thì có nhiều thứ đó, bản thân mỗi một người là phải ý thức được cái chuyện ấy, và không ai hết lo bằng sức khỏe chính là bản thân mình. Đấy là, nhưng mà lâu nay của ta thì cứ làm đi, cứ ăn đi, cứ uống đi, cứ hút thuốc lá đi, cuối cùng bị phổi, xin mời đến giáo sư Phương, bị tai mũi họng đến giáo sư Cảnh. Như vậy là sai, đấy là cái quan điểm. Đấy. Cái thứ hai là mỗi một cái nhà nước đều phải đầu tư cho cái công tác phòng bệnh, thậm chí đầu tư cho phòng bệnh nhiều hơn là chữa bệnh thì nó mới giảm được. Và người ta bảo tính là một đồng để bỏ ra mà phòng bệnh còn lợi hơn là hai đồng bỏ ra cho điều trị. Đấy. Cái thứ ba nữa là nói về chuyên môn thì về mỗi một cái ngành đều có một cái phương pháp. Tôi nói ví dụ như đông y thì gì, người ta thấy là cái viêm họng, viêm amidan hoặc là viêm xoang chính là do cái thời khí, do cái bảo vệ ở cái bộ phận là họng hầu mà nó không tốt. Thì bây giờ ta phải có một cái phương pháp, tôi nói đơn giản đó là ví dụ như ta đi đường, bây giờ đi xe máy, đi xe đạp, tất cả những cái độ bụi mà ở Hà Nội có những điểm nó gấp 1.000 lần cái giới hạn cho phép. Và ở trong ấy thì bao nhiêu thứ, virus, vi khuẩn, nấm đầy đủ nó có thể gây, thì ta có thể chủ động đeo cái khẩu trang. Nhưng ngay cái khẩu trang nhiều khi cũng phải là chọn mà đúng là cái khẩu trang y tế, nó ngừa được, nó phòng được cả cái loại virus, vi khuẩn kia nó chui vào. Nhiều khi chúng ta dùng khẩu trang đơn giản vậy thôi nhưng mà cũng là không có giá trị, chỉ đeo cho nó có thôi. Đấy. Rồi ví dụ như là trời rét, cái họng, cái miệng, cái mũi rất quan trọng, nhưng chúng ta cứ phơi ra ngoài phải có cái khăn quàng, ngày xưa tôi phải có cái phu la đấy, thầy pháp thuộc ấy, là nó giữ ống cái cổ với chính cái này nó trực tiếp đấy. Rồi từ ăn uống vân vân, không có thời gian nói nhiều, nhưng mà để nói hoàn toàn chúng ta có khả năng phòng ngừa các cái bệnh lý nói chung và bệnh lý hô hấp trên, hô hấp dưới nói riêng, cả phương diện chiến lược, cả phương diện vĩ mô cũng như phương diện chuyên môn là vĩ mô. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Hương Củng rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lại quay trở lại với cái việc mà chúng ta bàn luận rất là nhiều trong các chương trình. Rõ ràng là cái việc lối sống và sinh hoạt của chúng ta hàng ngày ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể bản thân chúng ta. Và trong cái việc mà với các bệnh lý viêm họng hay viêm amidan thì sao ạ? Bác sĩ Lê Thị Hải cũng đã có chia sẻ lúc nãy rằng là cách mà chúng ta ăn uống không hợp lý, chúng ta sinh hoạt không hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm họng. Vậy thì liệu rằng có một cái loại thực phẩm nào mà giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được cái bệnh amidan hay là bệnh viêm họng tái phát không ạ? Thực ra thì nếu nói về thực phẩm để phòng ngừa thì không phải là chỉ cho một mình viêm họng như vâng. Amidan mà tôi đã nói rất rồi. Nhiều các bệnh lý khác. Rất nhiều các bệnh lý khác khi mà chúng ta tất cả những loại thực phẩm và khi chúng ta ăn vào nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, nên cơ thể chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng vâng. Ta sẽ phòng được rất nhiều bệnh chứ không phải một mình viêm họng. Nhưng mà không phải là có cái loại thực phẩm nào ăn vào chỉ có phòng bệnh họng như vậy là không có, mà nó rất là chung. Nói chung là phòng bảo vệ sức khỏe chung của con người chúng ta, tức là chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh, tức là có cái hệ miễn dịch tốt thì chúng ta sẽ phòng ngừa được rất nhiều bệnh. Thế thì trên thực tế thì ví dụ như là những cái loại thực phẩm ta ăn hàng ngày, chúng ta cũng ăn nhiều nhưng mà không để ý thôi.
và tất cả những cái loại vitamin và khoáng chất đấy. Ví dụ như tại sao vitamin C tăng cường sức đề kháng này, vitamin A này, vitamin A là loại vitamin nó có thể bảo vệ những cái niêm mạc của đường hô hấp và đường tiêu hóa nữa. Thế cho nên là những cái cháu nào mà bị thiếu vitamin A của bé chẳng hạn thì rất là hay bị tiêu chảy và viêm đường hô hấp, bởi vì là các cái biểu mô niêm mạc nó không bảo vệ. À, chúng ta nhiều khi chỉ biết đến là vitamin A bảo vệ cái niêm mạc mắt, ở biểu mô mắt, nhưng thực ra cả họng cũng như đường tiêu hóa là rất là quan trọng. Thế cho nên những cái cháu thiếu vitamin A ở những cái thập tư trước suy dưỡng thì thường xuyên viêm họng, thường xuyên tiêu chảy là do tổn thương các cái biểu mô và tế bào biểu mô nó bảo vệ. Thì khi tế bào biểu mô nó bị tổn thương thì vi khuẩn, virus nó sẽ xâm nhập vào rất là dễ dàng. Đấy, cho nên là chúng ta ăn những thực phẩm dầu vitamin A, dầu vitamin C, tức là dầu thực phẩm dầu vitamin A thì còn có nguồn gốc từ thực vật, tức là cái beta carotene, những thực phẩm có màu vàng, màu đậm, dầu cung cấp cùng đủ chứa rồi các loại rau xanh thẫm và dầu beta carotene ăn vào trong cơ thể cũng chuyển hóa vitamin A. Thế rồi gần đây nữa thì chúng ta nói đến vai trò của kẽm, của selen. Đấy là những cái vi chất dinh dưỡng mà nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái việc tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Thì tôi nghĩ là khi chúng ta ăn thì chúng ta chọn những loại thực phẩm đấy và thì nó có tác dụng rất tốt để tăng cường sức đề kháng. Thế còn riêng về họng thì tôi nghĩ là cái vấn đề vệ sinh họng cũng rất là quan trọng. Chúng ta xúc miệng nước muối hàng ngày. Đấy, rồi là trẻ em những cái phương pháp cho các bà mẹ có thể rửa họng, rửa mũi cho con hàng ngày, đấy là cái cách mà viêm phòng ngừa rất là tốt, rất là hiệu quả, không tốn tiền lắm. Cái thứ hai nữa là ví dụ như là có những cái về thực phẩm từ lâu thì chúng ta đều biết đến là chúng ta dùng mật ong, đấy, mật ong, nhân chanh, cải quất và lá hẹ, đấy là những cũng vừa là thực phẩm vừa là thuốc, chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể dùng để phòng ngừa viêm họng. Tôi nghĩ là và viêm amidan cũng rất là hiệu quả, nhất là đối với đặc biệt là cái họng amidan này. Tôi nghĩ là cái mật ong là cực kỳ tốt, cũng là một loại thực phẩm vừa là thuốc. Thế rồi là khi mà chúng ta đau họng cũng chỉ ngậm một chút mà ăn vào thì chúng ta cảm thấy dịu luôn, họng chúng ta đỡ hẳn đi. Là chúng ta ngậm nhân chanh và với cả mùa này chanh, chanh đào rất là nhiều. Ngâm chanh rồi là quất, hẹ, lá hẹ, đấy là những cái bài thuốc mà chúng nghĩ là trong dân gian chúng ta còn nhiều rất là nhiều. Thì cái thực phẩm đấy nó vừa là thuốc vừa là thực phẩm và đặc biệt là phòng ngừa cái viêm họng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía bác sĩ Lê Thị Hải. Thưa quý vị, rõ ràng là trong tất cả những chương trình thì chúng tôi luôn luôn nói với quý vị rằng là chúng ta phải biết quý mến chính bản thân của mình, chăm sóc chính bản thân của mình. Chúng tôi hiểu được rằng đôi khi trong cuộc sống vì lý do công việc, vì lý do giao tiếp mà có rất nhiều người phải sử dụng rượu bia nhiều hay hút thuốc nhiều. Chính vì thế dẫn đến cái việc mà bệnh viêm họng hay bệnh amidan tái phát. Tuy nhiên rằng là chúng ta hạn chế càng được nhiều bao nhiêu thì tốt cho cơ thể của ta bấy nhiêu. Đó luôn luôn chúng tôi nhắc tất cả quý vị, không bao giờ thừa, thưa quý vị ạ. Còn bây giờ đây lại quay trở lại với lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương ạ. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những ca về nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là hô hấp dưới thì có xu hướng gia tăng và có nhiều cái trường hợp trở nên thành bệnh mãn tính. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể biết được cái nguyên nhân cũng như làm thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa được bệnh lý đó trở thành mãn tính? Về nhiễm trùng đường hô hấp dưới thì như phần trên tôi đã chia sẻ, đấy là thường hay gặp đấy là viêm phế quản cũng như là viêm phổi. Và cái bệnh này thì nó gặp rất là gặp trong cả năm. Tuy nhiên thì nó sẽ cái tỷ lệ nó gặp cao ở trong cái thời điểm mà giao mùa. Ví dụ như ở các tỉnh phía Nam của nước ta thì gặp vào cái mùa mưa và các tỉnh phía Bắc thì sẽ gặp vào mùa đông và mùa xuân. Và chính cái thời điểm giao mùa như vậy thì với cái thời tiết thay đổi thì làm cho virus với vi khuẩn phát triển. Và virus vi khuẩn phát triển cùng với những cái ảnh hưởng đến cơ thể con người, tức là cái tình trạng suy giảm miễn dịch, thì chính cái thời điểm đấy làm cho con người ta dễ mắc những cái nhiễm trùng ở đường hô hấp trên cũng như là đường hô hấp dưới. Thế và đặc biệt là tôi lại nhắc lại, đấy là ở những cái đối tượng mà nguy cơ thì ở những cái giai đoạn đấy chúng ta cũng sẽ phải phải đề phòng, vì là những cái người đấy thì dễ mắc hơn và đặc biệt là khi mắc thì nó sẽ diễn biến nặng hơn. Và về cái nguyên nhân của cái viêm phổi cũng như viêm phế quản, thì về viêm phế quản thì nguyên nhân mà thường gặp nhất đấy là do virus. Tuy nhiên thì khi mà virus nó xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ làm cho giảm, tức là nó làm cho cái hệ miễn dịch ở đường hô hấp nó suy giảm và dẫn đến một cái tình trạng là nhiễm vi khuẩn sau khi nhiễm virus, tức là gọi là bội nhiễm vi khuẩn. Thế và khi mà bị viêm phế quản virus thì thông thường thì nó sẽ diễn biến lành tính và nó tự khỏi. Nhưng mà khi có viêm vi khuẩn rồi thì chắc là phải có cái can thiệp điều trị. Hoặc nếu mà trong trường hợp mà can thiệp điều trị mà không tốt thì sẽ dẫn đến viêm phổi. Đấy, và cũng nhất chú ý ở trong những trường hợp mà cái đối tượng nguy cơ. Thế và đặc biệt là ở những cái bệnh nhân mà ở cái nhóm mà bệnh nhân mà lúc nãy tôi có chia sẻ là ở cái bệnh phổi mãn tính ấy, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là như giãn phế quản, thì ở những cái trường hợp như thế này thì cũng phải hết sức lưu ý để đưa ra những cái biện pháp để phòng
nhiễm trùng, những cái đợt mà cấp của bệnh lên. Thế và nếu mà mình không đề phòng thì bệnh nó sẽ tiến triển rất là nhanh. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương với câu hỏi này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như hôm nay Việt Tú có chia sẻ với quý vị là trong mỗi chương trình chúng tôi luôn đưa ra những câu hỏi tương tác để quý vị sẽ trả lời và có thể nhận được những phần quà từ chương trình của chúng tôi. Và bây giờ đây thì xin mời quý vị hãy cùng đến với câu hỏi tương tác số 1 trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đưa ra đó chính là nguyên nhân hay gặp nhất của viêm họng, viêm amidan cấp. Có 4 lựa chọn để cho quý vị và các bạn có thể đưa ra đáp án của mình. A là vi khuẩn, B là virus, C là nấm và D là vi cây không điển hình. Vi khuẩn không điển hình. Vâng thưa quý vị, và giải thưởng là gì? Thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi clip ngay sau đây. Hãy tương tác cùng chương trình qua website sứckhoedờisống.vn và fanpage Sức khỏe và đời sống, hoặc gọi điện thoại qua số 1900 6690 để được giải đáp thắc mắc. Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tương tác với chương trình bằng cách like fanpage báo Sức khỏe và đời sống, share link sự kiện, trả lời câu hỏi chính xác và nhanh nhất. Chúc các bạn may mắn. Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị viêm họng Ferisrol. Ferisrol là sản phẩm thảo dược của công ty trách nhiệm hữu hạn CC Life, dùng cho người mắc viêm họng cấp và mãn tính, viêm amidan, viêm thanh quản, được sản xuất từ dược liệu sạch theo công nghệ chuyển giao từ Fuma Natural Mỹ tiên phong tại Việt Nam, với thành phần cao xà can, bồ công anh, bảy lá mộc hoa, kim ngân hoa, huyền sâm. Ferisrol hỗ trợ tiêu đờm, giảm viêm trong các trường hợp bị viêm họng cấp và mãn tính, viêm thanh quản, viêm amidan, sẽ giúp bạn nhanh chóng chữa tận gốc bệnh ho. Được sản xuất từ dược liệu sạch theo công nghệ Fuma Natural Mỹ, giúp lưu giữ hoạt chất quý từ thảo dược thiên nhiên mà công nghệ truyền thống chưa làm tốt, an toàn, không bị nhiễm độc tố, nấm, bụi bẩn, vi khuẩn, virus trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chất lượng sản phẩm với quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ từng công đoạn. Ferisrol cho tác dụng nhanh như phương pháp điều trị bằng kháng sinh nhưng không gây mệt mỏi, lại an toàn, ít tái phát, hạn chế nhờn thuốc, giúp cơ thể khỏe mạnh do tác động vào gốc của bệnh. Hiện tại giá trên thị trường cho 4 liệu trình gồm 12 hộp, mỗi hộp 30 viên là 2.220.000 đồng. Hãy tương tác cùng chương trình qua website sứckhoedờisống.vn và fanpage Sức khỏe và đời sống, hoặc gọi điện thoại qua số 1900 6690 để được giải đáp thắc mắc. Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tương tác với chương trình bằng cách like fanpage báo Sức khỏe và đời sống, share link sự kiện, trả lời câu hỏi chính xác và nhanh nhất. Chúc các bạn may mắn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi chương trình thì chúng tôi luôn luôn nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía quý khán giả đang theo dõi chương trình và gửi về những thắc mắc. Mong muốn rằng những vị khách mời, những chuyên gia của chúng tôi sẽ là những người giải đáp cho tất cả quý vị và các bạn. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được đó chính là câu hỏi từ phía bạn Lưu Tiến Phúc ở địa chỉ email là phuclp81a@gmail.com. Bạn có đặt câu hỏi và nhờ Việt Tú gửi về cho bác sĩ Cảnh ạ. Bạn có hỏi như sau ạ: tôi bị viêm xoang dị ứng đã mổ nhưng không khỏi. Tôi đã đi khám và uống nhiều đơn thuốc đông và tây y, song bệnh chỉ thuyên giảm và dễ tái phát lại. Vậy xin hỏi bác sĩ là có phương pháp y học hiện đại nào có thể chữa khỏi bệnh hay không? Và nghe nói rằng là liệu pháp miễn dịch cũng không chắc ăn để chữa hết bệnh này. Vâng ạ, rất là mong muốn rằng lời chia sẻ và tư vấn từ phía bác sĩ Cảnh cho trường hợp của bạn Lưu Tiến Phúc ạ. Vâng ạ, thứ nhất chúng ta biết rằng viêm mũi xoang dị ứng là căn bệnh rất là nan giải trong giới tai mũi họng cũng như trong giới ngành y. Bởi vì chúng ta biết dị ứng là bệnh của cơ địa. Chúng ta bị tác động từ những cái yếu tố lạ từ bên ngoài, chúng ta nôm na gọi là yếu tố lạ từ bên ngoài vào cơ thể, và cơ thể nó không chấp nhận cái yếu tố đó và gây nên cái hiện tượng dị ứng.
Thế thì để điều trị triệt để cái dị ứng thì chúng ta phải loại bỏ những cái tác động từ bên ngoài. Nhưng cái điều này thì là không thể. Vì chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn phải tiếp xúc với lại không khí rồi tất cả các yếu tố khác từ bên ngoài nó tác động vào con người. Thì vấn đề chúng ta, vậy thì căn bệnh điều trị như thế nào? Đối với viêm mũi xoang dị ứng thì ngoài cái việc mà nếu mà để lâu và gây ra những hiện tượng thoái hóa niêm mạc rồi gây tắc nghẽn cái lỗ thông mũi xoang, gây polyp mũi, chúng ta phải mổ để đảm bảo dẫn lưu từ trong xoang ra. Thì cái việc điều trị cái triệu chứng dị ứng là có quan trọng. Người ta có một trong các phương pháp điều trị thì ngoài cái việc dùng thuốc, có một số loại thuốc để chống dị ứng có thể dùng tại chỗ hoặc là dùng toàn thân, mà chủ yếu người ta bây giờ người ta xu hướng là người ta dùng cái thuốc tại chỗ để nó tránh cái tác dụng phụ toàn thân. Ví dụ như một số cái thuốc mà xịt tại chỗ có tác dụng chống dị ứng tại chỗ thì nó có vừa có tác dụng chống dị ứng tại chỗ, vừa có tác dụng làm niêm mạc nó không phù nề, nó làm teo những cái polyp làm bắt đầu phát sinh ra. Chứ còn để nó polyp nó to rồi thì cái việc dùng thuốc nó không tác dụng nữa. Bên cạnh đó thì người ta có những giải pháp miễn dịch, người ta gọi là giải mẫn cảm để có thể làm giảm cái dị ứng này đi. Tuy nhiên cái kết quả của nó thì cũng không phải là được khẳng định một cách rõ ràng, mà ở một số bệnh nhân thì nó làm giảm được cái triệu chứng dị ứng này đi. Một điều quan trọng nữa là trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cố tránh những cái yếu tố nó gây dị ứng. Thí dụ như là chúng ta biết là dị ứng, đối với dị ứng mũi thì chủ yếu là dị ứng với bụi, và nhất là những cái bụi trong nhà này, người ta gọi là bụi con mặt nhà này. Tức là những cái gia đình mà có cái nhà mà nó thông khí nó kém, là sử dụng nhiều những cái đồ vải, đồ nỉ hoặc là trải thảm, các cái công sở mà người ta văn phòng người ta trải thảm thì đấy là những cái nơi mà nó tích tụ những cái tố dị nguyên đấy và nó gây dị ứng. Thế thì chúng ta phải cố gắng loại bỏ những cái yếu tố đó. Tuy rằng chúng ta rất là khó có thể làm triệt để được, nhưng mà mỗi một khía cạnh chúng ta làm giảm đi một chút thì cơ thể nó sẽ làm đỡ bị dị ứng đi. Và một số người thì người ta có phải cầu kỳ đến mức mà người ta có thể thay đổi cái môi trường sống. Ví dụ như ở miền Bắc này cái không khí nóng ẩm gây dị ứng nhiều hơn thì người ta có thể chuyển vào miền Nam hoặc là mình sang nước ngoài để sống thì có khi nó lại đỡ được cái dị ứng đi. Thì đấy là những cái mà về điều trị dị ứng mà có thể sử dụng được những biện pháp như vậy. Tuy rằng là đôi khi chúng ta thay đổi cái môi trường rất là khó, mà bản thân chúng ta phải tìm cái giải pháp điều trị để nó thích nghi nhất, làm giảm nhất cái triệu chứng khó chịu đi. Đó, vâng, đó là những lời khuyên và những lời chia sẻ từ phía bác sĩ Cảnh dành cho trường hợp của bạn Lư Tiến Phúc. Hy vọng rằng bạn cũng đã lắng nghe được những lời khuyên này từ phía khách mời của chúng tôi. Và một câu hỏi tiếp theo ạ. Chúng tôi xin được chuyển câu hỏi đến cho bác sĩ Phạm Hưng Cùng. Có một vị khán giả là Trần Vân Anh ở Đồng Nai có hỏi câu hỏi như sau ạ. Tôi bị viêm amidan đã lâu và mỗi đợt viêm thì tôi đều phải đi khám và uống thuốc kháng sinh rất là nhiều. Nhưng bệnh chỉ lui rồi lại bị lại mỗi khi thời tiết thay đổi. Xin bác sĩ tư vấn giúp là tôi nên uống thuốc thế nào để dứt điểm bệnh viêm amidan này và không ảnh hưởng tới sức khỏe, và tôi có nên dùng sang thuốc đông y hay không? Vâng, câu hỏi của bạn rất là hay. Tôi xin trả lời như này. Thứ nhất ấy, là bệnh gì cũng thế, nếu như chúng ta chẩn đoán sớm, điều trị đúng, điều trị đủ thì cái khả năng khỏi bệnh và khả năng tái phát nó sẽ thấp. Tôi nói là kể cả ung thư, ví dụ như bây giờ ung thư vú mà chỉ mới phát hiện khi mà nó bằng chỉ hạt gạo hay là hạt ngô mà mổ 100% khỏi. Và ngày xưa người ta bảo ung thư là chết với anh Cảnh. Bây giờ vấn đề là phát hiện sớm và điều trị sớm, điều trị đúng thì cả cái bệnh lý về tai mũi họng cũng vậy. Đấy. Và cái thứ hai là khi điều trị ấy, thì mình cũng phải gì cân đối và phải có thể anh phối hợp vừa cả y học cổ truyền vừa có y học hiện đại, hai cái ấy nó phối kết hợp với nhau. Tôi nói ví dụ như trường hợp anh Cảnh vừa rồi nói, trường hợp dị ứng chẳng hạn, hoặc là những cái trường hợp khác, thì trong các cái hoạt chất của các cái dược thảo ấy nó có nhiều cái chất, nào là saponin, nào là alkaloid, nào flavonoid vân vân. Và thậm chí bây giờ người ta còn nói ở trong cái dược thảo ấy rất nhiều cái chất AO, tức là cái chất antioxidant, mà trong cái bệnh lý viêm xoang hay là họng hay là amidan này, kể cả VA trẻ nhỏ nữa cũng có cái yếu tố của cái gốc tự do. Yếu tố gốc tự do bây giờ mỗi ngày chúng ta, cơ thể chúng ta sản xuất có 10 triệu gốc tự do và nó tấn công vào tất cả các cái cơ quan, kể cả tai mũi họng. Thì bây giờ các cái hoạt chất ở trong cái dược thảo ấy nó
làm trung hòa hay là nó làm giảm cái quá trình hình thành gốc tự do, vì thế cho nên cũng giảm cái quá trình mắc bệnh và giảm cái quá trình tái phát. Đấy, kèm theo đấy thì mình có thể là ăn uống, phải ăn uống có hai loại thực phẩm, có hai loại dinh dưỡng là dinh dưỡng đại thể và dinh dưỡng vi thể. Đại thể là chất đường, chất đạm, chất mỡ, ba cái loại ấy phải đầy đủ, phải cân đối. Nhiều người bây giờ sợ béo anh Cảnh ạ, cho nên là không ăn đủ, cho nên người suy dinh dưỡng và có trường hợp tôi thấy là ngất xỉu khi đi làm đấy. Cái thứ loại thứ hai là dinh dưỡng vi thể, đó là gì, các vitamin như chị Hải vừa nói, các cái hoạt chất sinh học, rồi các cái khoáng vi lượng, những cái yếu tố ấy nó giúp cho cơ thể vừa nâng cái thể trạng, đồng thời giải quyết những cái yếu tố mà có thể gây nên cái tái phát lại của cái viêm họng cũng như viêm amidan. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía bác sĩ Phạm Hưng Củng cho trường hợp của bạn Vân Anh ở Đồng Nai. Và hy vọng rằng bạn cũng đã lắng nghe được những lời chia sẻ từ phía chuyên gia của chúng tôi. Kính thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo xin phép lại được chuyển cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh ạ. Một câu hỏi từ phía bạn Thu Thủy ở Hòa Bình. Bạn có hỏi câu hỏi như sau ạ. Thưa bác sĩ, cháu năm nay 25 tuổi và vừa qua cháu đã đi khám ở Bệnh viện Tai Mũi Họng. Kết quả là cháu bị viêm amidan mạn tính quá phát, viêm thanh quản mạn tính, tăng sinh tổ chức lympho và màu vách ngăn mũi phải, nội soi tai bình thường nhưng thính lực của cháu thì hơi giảm. Bác sĩ có thể cho cháu hỏi là bệnh của cháu có phải là do viêm amidan gây ra hay không? Cháu có nên cắt amidan hay không? Vâng, như chúng ta biết thì trong chuyên khoa tai mũi họng thì các bệnh lý thường có liên quan với nhau. Tuy nhiên thì bạn được chẩn đoán là vẹo vách ngăn thì đây là triệu chứng của một, đây là biểu hiện của một cái dị tật bẩm sinh. Vẹo vách ngăn là do bẩm sinh, sinh ra thì cái vách ngăn nó bị vẹo rồi nên nó không có liên quan gì đến những cái bệnh lý như viêm amidan như bạn đề cập đến. Thế còn những cái bệnh khác, ví dụ như viêm thanh quản rồi tổ chức lympho quá phát thì có thể nó là cái hậu quả của viêm chung của đường họng, đường amidan của đường họng và của amidan. Thế thì khi mà đã được chẩn đoán là viêm amidan mạn tính quá phát thì nó phải căn cứ vào mấy cái tiêu chí để quyết định là có cắt amidan hay không. Thứ nhất là có bị viêm đi viêm lại nhiều lần hay không. Và viêm đi viêm lại nhiều lần nghĩa là như thế nào? Mỗi lần viêm thì có biểu hiện là sốt, đau họng và đi khám bác sĩ. Quan trọng là khám bác sĩ, người ta chẩn đoán là viêm amidan. Chứ đôi khi chúng ta chỉ có hơi đau họng một chút, hơi sốt một chút, chúng ta như một cái đợt quản cúm chúng ta có biểu hiện như vậy mà chúng ta đi ra ngoài tự mua thuốc và chúng ta cho đấy là viêm amidan thì đấy, chúng tôi không nghĩ là cái thông tin nó được chính xác lắm, mà phải được chẩn đoán chính xác là viêm amidan. Và nếu như một năm người ta tính là một năm khoảng độ trung bình khoảng 5 lần trở lên thì có thể cắt amidan. Thứ hai nữa là nếu nó quá phát đến mức độ nào thì cắt. Khi mà cái amidan nó quá phát, nó ảnh hưởng đến đường ăn đường thở của mình. Ví dụ như những cái cháu bé thì nó ăn uống nó khó này, còn đối với người lớn hoặc là kể cả cháu bé nữa nó gây ra cái hiện tượng ngủ ngáy thì lúc đấy là cái chỉ định cắt amidan. Như vậy thì bây giờ có hai cái chỉ định cắt amidan chính người ta hay sử dụng, đó là viêm đi viêm lại nhiều lần và thứ hai là quá phát và gây ra ảnh hưởng đến đường ăn đường thở, mà đặc biệt là gây ngủ ngáy thì chúng ta mới cắt amidan. Thế còn cái triệu chứng mà như bạn đề cập đến là hơi nghe kém thì nó hơi mơ hồ. Nếu mà đã được chẩn đoán là hơi nghe kém thì chúng ta phải xác định là nghe kém ở đấy là mức độ nào và nó thể loại nghe kém là gì thì chúng ta mới có quy nó là nó có phải là nó liên quan đến việc viêm amidan hay không. Vì có rất là nhiều nguyên nhân cái viêm gây nghe kém mà. Thì tôi khuyên bạn là nếu mà đã có triệu chứng nghe kém thì nên đi khám lại tai mũi họng một lần nữa và được đo cái thính lực, tức là đo cái sức nghe của mình để xác định được cái mức độ nghe kém và cái thể loại nghe kém thì lúc ấy chúng ta mới đưa kết luận được. Dạ vâng, đó là lời khuyên mà bác sĩ Cảnh đã dành cho bạn Thu Thủy ở Hòa Bình và hy vọng rằng bạn sẽ có định hướng tốt hơn cho sức khỏe của mình. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Một câu hỏi tiếp theo mà Việt Tú vừa nhận được và sẽ gửi đến bác Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương ạ. Vị khán giả này có hỏi như sau ạ. Tôi thường xuyên bị ho tức ngực vào mỗi đêm, giấc ngủ thì chập chờn. Bác sĩ cho tôi hỏi là có phải tôi bị bệnh gì hay không và chữa như thế nào? Vâng, câu hỏi rất là khó đúng không? Ho tức ngực và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đấy, tuy nhiên thì ban đêm thường xuyên ạ. Vâng, thường xuyên ho tức ngực và làm ảnh hưởng đến giấc ngủ thì tôi thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà bạn bị như thế này thường xuyên thì bạn nên đến khám ở tại một cái phòng khám chuyên khoa hô hấp để các bác sĩ sẽ phải hỏi kỹ thêm
Ngoài cái triệu chứng ho tức ngực như vậy, về đêm như vậy thì bạn có kèm theo có triệu chứng gì khác hay không? Rồi thăm khám, rồi làm thêm những cái xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán chính xác xem là ho tức ngực về ban đêm của bạn là gì. Tôi ví dụ như là nếu mà trong trường hợp mà ho tức ngực về ban đêm thì cũng có thể gặp trong bệnh cảnh của hen phế quản. Một người mà có tiền sử viêm mũi xoang, giống như là bệnh của chỗ giáo sư Cảnh, kèm theo lại có ho tức ngực và đặc biệt là nghe khò khè về ban đêm, thì sẽ phải điều trị và chẩn đoán và điều trị giống như là hen phế quản. Rồi còn nếu mà bạn ho tức ngực nhưng mà kèm theo lại có triệu chứng của đau rát họng, rồi thấy cảm giác nghẹn, rồi nấc, thì cũng có thể là bị hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Thì tóm lại là với triệu chứng ho tức ngực như vậy và xảy ra vào ban đêm thì với cái thông tin bạn đưa thì sẽ rất khó để xác định là bệnh gì. Và lời khuyên của tôi là bạn nên đến một cái cơ sở y tế để các bác sĩ chẩn đoán rõ ràng xem là bệnh gì để điều trị. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phan Thục Phương rất nhiều. Quay trở lại với bác sĩ Lê Thị Hải ạ, một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được của bạn Nguyễn Huy Hoàng ở địa chỉ email là nguyenhuyhoang089a@gmail.com. Câu hỏi đây là một vị khán giả năm nay 50 tuổi. Dạ. Thưa bác sĩ, năm ngoái tôi bị đau họng khản tiếng trầm trọng, nói lớn thì bị đau. Khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là viêm amidan, viêm họng cấp, uống thuốc có đỡ nhiều nhưng bệnh rất dễ tái phát. Từ tháng 10 năm 2016 đến nay thì tôi thường xuyên ngậm khò nước muối pha loãng thì là bệnh rất là ít tái phát. Tuy nhiên là mấy tháng gần đây là mỗi khi ăn phải đồ cay là họng tôi đau rát rất là dữ dội. Xin hỏi bác sĩ là khi mà họng bị rát, thậm chí là đỏ bừng hết cả vòng họng như vậy, thì là có phải là khi ăn đồ cay nóng thì bị rát là triệu chứng của bệnh lý nào đó hay không? Hay là chỉ do ngậm nước muối quá nhiều? Dạ. Do ăn đồ cay hay là do ngậm nước muối quá nhiều mà bị họng đau rát ạ? Cái câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như thế này. Thứ nhất là bạn bị viêm họng, viêm amidan đã được chẩn đoán điều trị rồi. Và tôi nghĩ là cái phương pháp súc miệng nước muối rất là hiệu quả. Chính vì bạn súc miệng nước muối cho nên là cái tần suất mắc bệnh cũng giảm gần đi. Nhưng mà gần đây thì lại thấy là nó tăng lên như vậy và nó có liên quan đến cái vấn đề ăn uống. Thì rõ ràng là như tôi đã chia sẻ phần đầu đấy, thì cái thức ăn mà ví dụ như là chúng ta thường xuyên ăn đồ cay này, đồ nóng này, thế rồi ăn những đồ mặn quá chẳng hạn thì đều có thể gây tổn thương cái biểu mô của niêm mạc họng và amidan, cho nên rất có thể là bạn có thể sẽ bị tăng lên nhiều hơn. Đấy. Rồi cái thứ hai là ngay cả cái súc miệng nước muối cũng vậy, chúng ta cũng phải mua chọn, thứ nhất là tốt nhất là nên mua cái nước muối 9 phần nghìn người ta đã pha sẵn bán thành chai ấy, chứ còn tự mình pha ở nhà nhiều khi chúng ta pha mà cái nồng độ nó mặn quá. Đấy, cái hàm lượng muối mà nó mặn quá thì cũng có thể gây lại ngược lại để gây tổn thương cái niêm mạc nặng hơn lên đấy. Thế cho nên là ngay cả những trường hợp mà ăn mặn quá cũng là một trong những nguyên nhân mà có thể gây viêm họng. Đấy, cho nên là cái nước muối mình cũng phải để ý là chúng ta phải đúng nồng độ, tức là phải 9 phần nghìn là đúng nồng độ thì nó mới không tổn thương niêm mạc họng. Thế còn cái thứ hai nữa là khi mà bạn bị đau như thế thì đương nhiên là chúng ta ăn những thức ăn nóng và đặc biệt là cay và nóng thì chắc chắn là gây tổn thương niêm mạc họng rồi. Làm cho niêm mạc nó bị tổn thương và làm cho bệnh có thể sẽ tăng cái nguy cơ bị mắc bệnh nhiều hơn, và khi bị bệnh thì bệnh cũng sẽ bị nặng hơn. Dạ vâng ạ. Với chia sẻ của bác sĩ Lê Thị Hải thì chúng ta thấy là cái gì nhiều quá cũng không tốt, đúng không ạ? Mà nhất là với cái việc mà thưa quý vị là Tú cũng đang là một người mà sử dụng cái nước muối sinh lý để súc họng thường xuyên ấy, thì Tú thấy là cái chai nước muối đó rất là rẻ thôi. Ở ngoài hiệu thuốc ạ, chúng ta không nên tự pha ở nhà bởi vì chúng ta không biết nồng độ bao nhiêu và cái tỷ lệ như thế nào để chúng ta tự pha. Mà nếu như pha không đúng có khi lại gây ra ảnh hưởng cũng như là gây ra tổn thương cho chính cổ họng của mình. Ăn bớt đồ cay nóng và đặc biệt hơn nữa là thôi tốt nhất là ra hiệu thuốc để mua những chai nước muối sinh lý người ta, các bác sĩ đã làm sẵn rồi để chúng ta sử dụng. Và nhất là với vị khán giả Hòa Bình 50 tuổi ạ. Vâng, rất là cảm ơn vị khán giả đó đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi và cảm ơn chia sẻ từ phía bác sĩ Lê Thị Hải. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với kết quả của câu hỏi tương tác số 1, xem ai trong số tất cả quý vị đã là người may mắn nhận được phần quà của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi chúng tôi đưa ra là nguyên nhân nào hay gặp nhất của viêm họng hay viêm amidan cấp? Và trong 4 đáp án mà tất cả quý vị các bạn đã lựa chọn thì đáp án B đó chính là đáp án đúng, chính xác. Và chúc mừng cho khán giả Huyền Phạm ở địa chỉ Facebook Huyền Phạm đã là người nhận được phần quà của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tương tác số 2 thưa tất cả quý vị. Câu hỏi tương tác số 2 như sau: cách phòng bệnh viêm họng chưa đúng là gì? A. Giữ ấm cổ họng, không ăn uống đồ lạnh. B. Không hút thuốc, vệ sinh răng miệng thường xuyên. C. Là thường xuyên bật điều hòa nơi ở và làm việc. Và D. Là điều trị
chống trào ngược nếu có. Vâng, 4 đáp án chúng tôi đưa ra thì quý vị chọn đáp án nào, hãy gửi nhanh về chúng tôi. Đừng quên like và share thông tin của chương trình để quý vị các bạn đủ điều kiện hợp lệ nhận được quà của chương trình chúng tôi. Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị viêm họng Ferristor. Ferristor là sản phẩm thảo dược của công ty trách nhiệm hữu hạn CC Life dùng cho người mắc viêm họng cấp và mãn tính, viêm amidan, viêm thanh quản, được sản xuất từ dược liệu sạch theo công nghệ chuyển giao từ Fuma Natural Mỹ tiên phong tại Việt Nam, với thành phần cao xà can, bồ công anh, bảy lá mộc hoa, kim ngân hoa, huyền sâm. Ferristor hỗ trợ tiêu đờm, giảm viêm trong các trường hợp bị viêm họng cấp và mãn tính, viêm thanh quản, viêm amidan, sẽ giúp bạn nhanh chóng chữa tận gốc bệnh ho. Được sản xuất từ dược liệu sạch theo công nghệ Fuma Natural Mỹ, giúp lưu giữ hoạt chất quý từ thảo dược thiên nhiên mà công nghệ truyền thống chưa làm tốt, an toàn, không bị nhiễm độc tố, nấm, bụi bẩn, vi khuẩn, virus trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chất lượng sản phẩm với quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ từng công đoạn. Ferristor cho tác dụng nhanh như phương pháp điều trị bằng kháng sinh nhưng không gây mệt mỏi là an toàn, ít tái phát, hạn chế nhờn thuốc, giúp cơ thể khỏe mạnh do tác động vào gốc của bệnh. Hiện tại giá trên thị trường cho 4 liệu trình gồm 12 hộp, mỗi hộp 30 viên là 2.220.000 đồng. Hãy tương tác cùng chương trình qua website sứckhoedờisống.vn và fanpage Sức khỏe và đời sống, hoặc gọi điện thoại qua số 1900 6690 để được giải đáp thắc mắc. Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tương tác với chương trình bằng cách like fanpage báo Sức khỏe và đời sống, share link sự kiện, trả lời câu hỏi chính xác và nhanh nhất. Chúc các bạn may mắn! Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, một câu hỏi tiếp theo mà Tú vừa nhận được, xin phép được hỏi bác sĩ Cảnh ạ. Bác sĩ nghĩ sao khi hiện nay có rất là nhiều người đang tự cho mình cái quyền giống như kiểu chuẩn đoán bệnh và tự kê thuốc? Đó là mỗi khi mà có cái triệu chứng đau họng, viêm họng, rát họng là tự động đi ra ngoài hiệu thuốc mua kháng sinh về uống. Bác sĩ nghĩ sao về điều này? Và nếu như cứ tự động uống kháng sinh như vậy mà không được sự chỉ định của bác sĩ thì gây ra hậu quả như thế nào? Vâng. Đúng là bây giờ đa phần thì mọi người tự cho mình cái quyền tự đi mua thuốc, tự điều trị, và chúng ta đã trao cái quyền này cho một số người bán thuốc. Người bán thuốc có thể người ta chỉ là dược tá chứ không được đến dược sĩ, và người ta sẽ sẵn sàng người ta tư vấn, người ta đưa ra một cái đơn thuốc chúng ta về uống. Và đây là một cái sai lầm mà có lẽ là để chúng ta giải quyết được cái sai lầm này thì mất khá nhiều công sức. Các bạn biết là đối với viêm họng, viêm amidan mà như tôi đề cập là có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do virus hay gặp nhất, do vi khuẩn và một số nguyên nhân khác nữa như do nấm và vi khuẩn không điển hình. Và người ta thấy rằng là khoảng 70-80% những cái trường hợp viêm họng cấp là do virus, chỉ khoảng 20-30% là do vi khuẩn. Như vậy thì nếu tất cả những cái bệnh nhân của viêm họng mà chúng ta sử dụng kháng sinh là chúng ta đã lạm dụng khoảng 70-80%. Vấn đề là khi mà chúng ta, bệnh nhân thì không thể phân biệt được đâu là do viêm họng, do virus, vi khuẩn, mà phải đi khám bác sĩ để người ta có trách nhiệm, người ta phân biệt. Chúng ta biết là khi mà bị viêm họng do virus thì chúng ta chỉ cần điều trị triệu chứng thôi. Thí dụ chúng ta cho bệnh nhân súc họng, chúng ta bệnh nhân sốt thì chúng ta cho hạ sốt, thế là đủ. Ho thì giảm ho. Thế còn đối với viêm họng mà do vi khuẩn thì bắt buộc chúng ta phải dùng kháng sinh. Và việc lựa chọn kháng sinh như thế nào thì cũng phải bác sĩ mới lựa chọn được. Vì chúng ta biết là có vô vàn các loại kháng sinh. Và mỗi một con vi khuẩn, mỗi một loại bệnh viêm thì chúng ta sử dụng những loại kháng sinh nhất định thì nó mới có hiệu quả, chứ không phải là kháng sinh nào nó cũng điều trị giống kháng sinh nào. Thế vậy thì nếu mà chúng ta cứ tự đi mua thuốc, tự uống như thế thì vô chung là chúng ta đã làm cho cơ thể chúng ta bị điều trị một cách vô tội vạ. Và đấy chúng ta đã biết là một cái hậu quả nhãn tiền, là hiện tại bây giờ cái việc kháng kháng sinh là đã trở thành một cái vấn nạn trên toàn cầu chứ không phải riêng nước ta. Và nhất là nước ta, một đất nước mà kháng sinh có thể mua bất kỳ ở đâu được thì nó càng trầm trọng hơn. Chúng ta phải khẳng định là điều như vậy. Nếu như các bạn ra nước ngoài thì không có đơn của bác sĩ, chúng ta không bao giờ mua được những loại thuốc như vậy. Ở nước ta thì chúng ta mua cả tạ thuốc và
bao nhiêu thuốc cũng có hết, kháng sinh cũng có hết. Như vậy thì đấy là cái việc mà chúng ta phải nhìn vào cái sự thật, nó là như vậy. Thế thì chúng ta tự nhiên chúng ta đã đẩy chúng ta vào một cái vấn nạn như vậy. Thì theo tôi thì có lẽ cái việc này nó đòi hỏi phải rất nhiều cơ quan để tham gia vào cái chuyện này, ngoài cái chuyện về giáo dục, về y tế, rồi những cái chính sách về nhà nước, pháp luật để làm sao hạn chế được những chuyện mà chúng ta bán thuốc một cái tràn lan như bây giờ đâu. Dạ vâng. Vâng, để và cho người dân người ta hiểu được cái hậu quả của cái việc như vậy. Và những bệnh nhân này, đa phần chúng tôi ở làm ở bệnh viện rồi làm phòng khám thì thấy là khi mà bệnh nhân đi ra ngoài mua thuốc điều trị mãi không khỏi, hoặc là người ta điều trị vài ngày thấy đỡ, người ta cắt thuốc đi, và nó cứ tái diễn như vậy thì nó trở thành một cái bệnh mãn tính, và khi quay lại với chúng tôi thì cái việc điều trị vô cùng nan giải. Nếu mà tôi có làm cái kháng sinh đồ cho bệnh nhân thì gần hết các loại kháng sinh là đều bị kháng, thì vấn đề là chúng ta chọn loại kháng sinh nào để điều trị cho bệnh nhân được vô cùng khó khăn. Mà đấy là chỉ điều trị những bệnh lý viêm nhiễm nhẹ, còn bệnh lý viêm nhiễm nặng như ở viêm phổi ở chỗ cô Phương đây, hoặc là những bệnh lý viêm nhiễm khác mà nó nặng đòi hỏi cái kháng sinh nó phải có hiệu quả thì vô cùng khó khăn. Và chúng ta biết là để phát minh ra một kháng sinh mới thì tính trung bình khoảng 10 năm phát minh ra được một loại kháng sinh mới. Thế nhưng mà để nó kháng thì một thời gian rất ngắn sau là nó kháng ngay. Thì đấy, chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy được cái hiệu quả của cái việc mà mua thuốc tràn lan nó là như vậy. Dạ vâng. Rõ ràng chỗ này thì tôi thấy đây là một vấn đề lớn. Câu hỏi của anh rất là hay. Vâng. Tại vì chưa còn nước nào mà mua kháng sinh dễ như ở Việt Nam. Dễ mà lại nhiều, mà lại thuận lợi như ở Việt Nam. Còn nhiều loại nữa. Thì đấy, theo tôi là bây giờ mình phải giải quyết hai việc. Một, tức là vĩ mô. Mà cái này chính là cơ chế chính sách. Phải làm sao cho cái hiệu thuốc ấy phát hiện ra anh không có đơn của thầy thuốc, của bác sĩ, mà anh bán kháng sinh. Thì phải có chế tài. Mà thế tài nặng thì anh ta phải sầu mất nghề, sầu mất cái cửa hàng thuốc, thì lúc ấy là anh ta phải nghiêm túc. Tôi còn nhớ có một đợt tôi đi với các bạn công tác ở bên Thụy Sĩ, có một anh bạn bị gút lại không quên được cái quercetin đi vào mua nâu đấy, lại phải đi khám bác sĩ mất $30. Nhưng mà ra mua cái thuốc á, chỉ hết có 20 thôi đấy. Thì như vậy của nó nghiêm như vậy. Cái đường này của mình là càng bán nhau đấy. Cái vĩ mô là một cái quản lý về chính sách. Cái thứ hai mà tôi thấy cũng cực kỳ quan trọng, đấy là cái ý thức và cái sự hiểu biết của người dân. Để mỗi một người thấy rằng là mình tự đi mua thuốc vậy, tức là mình đã hại mình, thì lúc ấy nó mới giải quyết được. Cái đường này bây giờ chúng ta cứ coi như chị Hải dùng cái thuốc này tốt và anh cứ đi mua cái này, em một chiếc bị bệnh này, thì nó lại càng không tốt. Và chính cái điều ấy làm cho mình là càng ngày cái sự kháng sinh càng ngày càng mạnh. Mà rồi từ thế hệ này nó mang cả cái thế hệ khác. Đấy. Và một trong những cái công tác quan trọng nhất là công tác truyền thông. Ví dụ như báo Sức Khỏe Và Đời Sống làm những cái chương trình như thế này thôi đấy. Rất hay. Đây là một diễn đàn để cho người ta nghe, người ta biết rằng là gì. Mình đi ra thử thuốc, mua kháng sinh điều trị là sai, là tự hại mình. Dạ vâng. Sở dĩ có cái câu hỏi này thì chúng tôi mong muốn rằng đưa đến cho tất cả quý khán giả đang theo dõi, bất cứ một cá nhân nào, đây một lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang tự cho mình cái phép là được tự ý chuẩn đoán bệnh, tự ý kê đơn thuốc, mà nhất là với kháng sinh, thưa quý vị và các bạn. Rõ ràng là chúng ta cũng gặp rất là nhiều trường hợp mà một số những bệnh nhân khi đến với các bệnh viện điều trị về tai mũi họng đã cảm thấy rằng là có cái trường hợp là triệu chứng là nhờn với lại thuốc kháng sinh rồi, đúng không ạ? Và đây là một lời khuyên của chúng tôi dành cho tất cả quý vị rằng là dù khi mà có bất cứ một triệu chứng nào, hãy tìm đến phòng khám gần nhất để nghe những lời khuyên từ chính những bác sĩ chuyên khoa, những người có chuyên môn về y tế để giúp cho các bạn có thể có định hướng điều trị sức khỏe của mình tốt hơn. Vâng, thưa tất cả quý vị, đó là những điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quay trở lại với những câu hỏi mà chúng tôi lại tiếp tục nhận được từ phía quý vị thắc mắc về chủ đề của chúng ta, về viêm họng, về viêm amidan. Thì một câu hỏi lại chuyển đến bác sĩ Phạm Hưng Củng ạ. Bạn Thanh Huyền ở Sóc Sơn có hỏi rằng là cháu bị ho kéo dài, mỗi lần ho thì thấy tức ngực, khi đi khám bác sĩ nói là cháu bị viêm họng hạt. Vậy xin hỏi là điều trị viêm họng hạt thì có khó không? Cháu không muốn dùng thuốc Tây vì sợ những tác dụng phụ. Vậy cháu có thể áp dụng các bài thuốc đông y để trị căn bệnh này được không? Vâng, cái thứ nhất của bạn Huyền á,
thì là cái ho nó gây tức ngực, thì đúng là ho nhiều mà thì là nó làm cho cả cái vùng cơ, cái này chắc chị Phương hay gặp trong lâm sàng. Thì ấy, còn những cái ho mà những cái tức ngực khác mà nguyên nhân từ ở cái hệ tuần hoàn hay là hệ đường hô hấp dưới cũng có, cũng không phải là không ít đâu ở đấy, nhưng mà trường hợp của bạn thì tôi đoán là có thể là bạn ho nhiều vì từ cái viêm họng hạt của bạn, cho nên là nó kích thích thì từ đấy là gây cái phản xạ là ho đấy. Thì ho là một triệu chứng của các cái bệnh lý, rất nhiều bệnh lý của đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, nhưng cái trường hợp này của bạn thì ho này chắc là do cái viêm amidan ở đấy. Vì thế thì bây giờ cái thứ nhất ấy, là bạn phải giữ vệ sinh, và như lúc nãy ta nói là hàng ngày đánh răng, và đánh răng cái loại thuốc đánh răng mà nó có tính chất tiết kháng khuẩn thì lại càng tốt. Hai là súc miệng, rồi bạn phải đến thầy thuốc người ta xem, thậm chí có thể làm kháng sinh đồ để xem là cái loại nguyên nhân gây là cái gì, và từ đấy thì nó phù hợp với loại kháng sinh gì, có thể phải dùng kháng sinh nếu như là do virus ở vi khuẩn ở đấy. Ngoài ra bạn có thể dùng các cái triệu chứng, điều trị các cái triệu chứng để nó giảm cái ho. Tôi nói ví dụ như là cái lá hẹ, bạn có nấu lẩu canh hẹ hay là hẹ mà làm cái món thức ăn với trứng ấy, trứng với trứng ấy, nó cũng giảm ho. Hay là dùng cái chanh với mật ong bạn ăn đấy, hoặc là dùng cái cánh hoa hồng ấy với mật ong ăn, nó cũng có thể giảm ho các cái triệu chứng ấy. Thì như vậy bạn phải dùng tổng hợp các cái yếu tố như vậy thì nó phải có thể dùng vẫn có thể là điều trị được. Nếu như mà bạn có thể là dùng các cái sản phẩm mà y học cổ truyền, ví dụ như cái vị thuốc chẳng hạn, như tôi nói như là xả cam, cũng là một cái vị thuốc nó kháng khuẩn chống viêm rất tốt, bạn có thể là sử dụng được. Hoặc là cái vị khá tử bạn có thể ngậm ở trong miệng rồi nuốt nước, rồi tự nhiên cái trong cái quá trình nó ở trong họng thì nó tác động vào thì nó cũng giảm cái kích ứng và giảm viêm, cũng có thể tốt lắm. Dạ vâng, đó chính là lời chia sẻ từ phía bác sĩ Phạm Hưng Củng cho trường hợp của khán giả Thanh Huyền ở Sóc Sơn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình, và bạn đã lắng nghe được những lời tư vấn từ phía khách mời của chúng tôi để có định hướng tốt hơn cho sức khỏe và bệnh lý của bạn. Thưa quý vị, một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề viêm họng hạt, và câu hỏi này thì xin chuyển cho bác sĩ Cảnh ạ. Một vị khán giả đó chính là bác Huy Hoàng ở Hưng Yên có hỏi như sau ạ. Tôi 55 tuổi và tôi bị viêm họng hạt là hơn 10 năm nay. Thỉnh thoảng thì tôi lại bị một đợt, và mỗi lần bị họng rất họng rất là ngứa và rát, không thể ăn uống được. Và tôi nghe nói là có một cái phương pháp là đốt viêm họng hạt. Xin bác sĩ cho tôi hỏi nếu đốt thì có hết bệnh hoàn toàn hay không, và có bị tái phát hay không? Bởi vì mỗi lần bị viêm họng thì tôi rất là khó ăn, và xin mong bác sĩ chỉ cho tôi cách là ăn uống khi bệnh này. Vâng, trước tiên thì là mời bác sĩ Cảnh có thể tư vấn cho vị khán giả này, và sau đó lại cũng mong muốn rằng bác sĩ Lê Thị Hà sẽ chia sẻ thêm. Vâng ạ. Chúng ta có một cái khái niệm là viêm họng hạt. Thì thực chất viêm họng hạt là gì? Khi mà chúng ta bị viêm họng nhiều lần tái đi tái lại thì cái niêm mạc họng đấy nó có những cái tổ chức viêm phô, nó tập trung lại thành từng đám ở cái phần niêm mạc họng đó, nó nổi lên và người ta gọi đó là hạt. Thì chúng ta một thời gian dài chúng ta nghĩ là chính cái hạt này nó gây viêm họng, nhưng mà thực ra nó là hậu quả của viêm họng là đúng hơn. Vì khi mà viêm nhiều thì cái tổ chức lympho nó tạo nên những cái hạt này. Thế thì vấn đề của chúng ta để điều trị cái bệnh này thì thực ra phải điều trị một cái căn nguyên của nó. Chứ cái hạt nó chỉ là hậu quả của cái viêm họng kéo dài thôi. Thế thì trước kia thì người ta có cái phương pháp người ta đốt họng hạt. Người ta hy vọng rằng chúng ta đốt những cái hạt đấy đi thì nó hết viêm. Bởi vì khi mà từ những cái hạt đấy, khi có những đợt viêm cấp chúng ta khám thì thấy cái hạt nó đỏ này, và để trên cái hạt đấy nó có những chấm mủ, thì người ta nghĩ rằng đấy là cái nơi tổ chức viêm, nhưng mà thực ra không phải. Đấy nó chỉ nằm trong cái bệnh cảnh viêm họng nói chung thôi. Thế chúng ta đốt họng cái hạt đấy đi thì có thể cái thời gian đấy nó đỡ được một chút, nhưng mà cái việc đốt họng ấy nó không giải quyết được cái căn nguyên ban đầu. Thứ hai nữa là nó lại gây nên một cái bỏng của cái niêm mạc, và nó ra thành cái sẹo bỏng của cái niêm mạc họng, và nó gây ra những cái khó chịu về sau, những cái loạn cảm, những cái biến đổi cái cảm giác vùng họng khá là nhiều. Cho nên là ngày nay thì cái phương pháp này người ta không rất ít sử dụng, và không muốn nói là người ta không sử dụng nữa.
Thế việc thì điều trị những cái viêm họng mãn tính này thì như tôi nói ban đầu nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nó do thí dụ như là chúng ta biết là viêm xoang nó chảy dịch xuống nó gây viêm này, gây viêm họng này. Rồi chúng ta hút thuốc nhiều nó gây viêm họng mãn tính này. Và gần đây thì người ta thấy rằng cái hiện tượng trào ngược, cái dịch ở dạ dày lên trên họng, cái dịch axit trong dạ dày nó lên họng và nó gây ra những cái viêm và nó tạo thành cái hạt ở thành sau họng nó. Và cũng như cái câu hỏi trước của cái bạn trước đấy là nói là bị ho rồi bị có hạt ở họng, thì tôi nghĩ là đấy cũng là một, có thể đấy là một trong những cái triệu chứng của cái viêm họng do trào ngược. Và cái trào ngược này thì ít khi người ta cảm nhận được, và khi mà bệnh nhân đi nằm đi ngủ thì cái dịch nó mới trào lên, chứ ngồi này thì không có ai trào ngược lên họng cả. Và khi đi nằm thì mới trào lên và chúng ta không cảm nhận được, và chỉ bằng những cái thăm khám, những cái hỏi bệnh thì chúng ta mới xác định được. Và cái việc điều trị đấy thì như tôi nói là phải tìm cái nguyên nhân chính để chúng ta điều trị. Nếu mà có hút thuốc thì phải bỏ thuốc lá đi, nếu mà có viêm mũi xoang thì điều trị viêm mũi xoang đi, và nếu có triệu chứng của trào ngược thì phải dùng thuốc chống trào ngược kéo dài. Đó là lời khuyên đầu tiên từ phía bác sĩ Cảnh cho trường hợp của bác Huy Hoàng ở Hưng Yên. Vậy thì cái việc dinh dưỡng đối với người mà khi bị viêm họng hạch lâu năm như vậy thì như thế nào? Và bởi vì mỗi lần ăn thì đau rát, bác sĩ Lê Thị Hải có lời khuyên gì cho vị khán giả này? Vâng, thì trường hợp của bác thì cái viêm họng hạch thì bác đã hiểu, là bác sĩ Cảnh đã giải thích rất là rõ rồi. Vâng. Đây là một trường hợp mà chúng ta viêm họng tái đi tái lại nhiều lần dẫn đến cái viêm họng hạch này. Thì riêng về chế độ ăn uống thì tôi chỉ khuyên là thứ nhất là bác không nên ăn những cái đồ lạnh. Đấy, ví dụ như là những thức ăn mà để trong tủ lạnh, lạnh quá này, hay là nhất là về mùa hè mà chúng ta hay có thói quen uống nước đá này, hay uống nước lạnh là chúng ta phải nên bỏ đi, hay ăn kem, những cái đồ lạnh quá là chúng ta không nên ăn, bởi vì ăn vào thì nó cũng lại gây cái kích ứng vào cái mà họng, và gây đặc biệt là lạnh hoặc nóng quá thì đều có thể gây tổn thương, như tôi đã nói rồi, là gây tổn thương cái biểu mô của niêm mạc họng, và bác càng lại bị nhiều hơn lên. Thế rồi thứ hai nữa là về chế độ ăn uống nữa thì không nên ăn mặn quá nữa. Đấy, ăn những cái món ăn quá nhiều muối, ăn nhiều mặn quá cũng là một cái nguyên nhân cũng gây tổn thương các cái tế bào niêm mạc họng, và cũng có thể gây cái tình trạng viêm họng nó cũng tiến triển kéo dài hơn. Rồi thứ ba nữa là trường hợp của bác có thể, quan trọng nhất là bác có hút thuốc lá lúc nào thì bác phải bỏ. Đấy, thuốc lá lúc nào là một trong nguyên nhân hàng đầu cũng có thể gây viêm họng kéo dài mãn tính đến như vậy. Thế còn về đồ ăn uống thì tôi chỉ xin nhắc lại, thứ nhất là không ăn đồ cay quá này, nóng quá này, hoặc là lạnh quá. Đấy, mặn quá. Đấy, tất cả những cái gì quá là đều không nên. Bởi vì là ăn tất cả những cái đồ đấy vào thì đều là nguyên nhân gây tổn thương các tế bào biểu mô của niêm mạc họng, và có thể là nguyên nhân gây cho những viêm họng mãn tính và bác bị viêm họng hạch. Vâng. Tôi xin có một chút bổ sung với lại chế độ ăn uống của những bệnh nhân mà chúng ta nghi là bị trào ngược không thôi. Vâng. Tức là người ta khuyên rằng là thứ nhất là đối với cái bữa cuối cùng, bữa tối ấy, cách cái lúc đi ngủ ít nhất là được 4 tiếng. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà dạ dày chúng ta nó ít thức ăn thì chúng ta đỡ bị trào ngược. Qua 4 tiếng thì dạ dày nó tiêu hóa thức ăn xuống ruột rồi thì nó đỡ, khi đi ngủ chúng ta đỡ bị trào ngược. Nó tránh những cái trường hợp mà ăn xong cái một lúc là đi ngủ ngay, hoặc là những trẻ nhỏ trước khi đi ngủ bố mẹ thường lại cho uống cốc sữa hoặc ăn cái gì đấy thì nó gây hiện tượng trào ngược. Điểm thứ hai nữa là những một số thức ăn mà chúng ta nên tránh, đó là những chất kích thích như chè, cà phê, rượu, bia, là những chất mà khi mà uống vào nó gây ra trào ngược nhiều hơn. Thứ ba là những cái đồ rán nấu, những đồ mà chiên có mỡ thì khi mà chúng ta ăn vào thì nó cũng gây ra trào ngược nhiều hơn. Thì người ta có một cái chế độ ăn khá là chặt chẽ đối với những bệnh nhân đã được chẩn đoán là trào ngược. Ngoài cái việc chúng ta dùng thuốc ra thì cái chế độ ăn nó góp phần rất quan trọng vào trong cái việc điều trị trào ngược. Thì cho đối với những bệnh nhân mà có yếu tố trào ngược mà gây viêm họng thì tôi có một cái khuyên cáo như vậy. Dạ vâng ạ. Đó là lời khuyên của bác sĩ Cảnh và bác sĩ Hải dành cho trường hợp của khán giả Huy Hoàng, 55 tuổi ở Hưng Yên. Hy vọng rằng là bác sẽ có được cái định hướng tốt hơn và cách chăm sóc cho cơ thể của mình tốt hơn để tránh được những cái triệu chứng đau rát của cổ họng, đúng không ạ? Và bây giờ có một vị khán giả này, họ cũng rất là thắc mắc rằng là tại sao rằng là cũng bảo vệ rất là nhiều cơ thể của mình một cách là khá là chu đáo và kỹ lưỡng mà vẫn bị đau và vẫn bị gọi là những triệu chứng về viêm họng. Một khán giả ở Hà Nội ạ, năm nay 50 tuổi, bác Phạm Minh Thư có hỏi rằng này: tôi thì thường xuyên giữ ấm cơ thể và đi ra ngoài thì tôi thường xuyên đeo khẩu trang. Thế vậy mà mỗi lần mùa đông đến là tôi lại viêm họng và đau rát, không ăn được. Mặc dù là tôi đã ngậm chanh mật ong nhưng không khỏi. Và bác sĩ Lê Thị Hải ạ, đưa ra lời khuyên như thế nào? Thực ra thì cái việc mà bác đeo khẩu trang thì
như là phần đầu bác sĩ cũng có chia sẻ rồi đấy, cái khẩu trang ấy tôi cũng không biết là cái khẩu trang là loại gì, tại vì nhiều khi là cái khẩu trang đấy mà bác dùng mà nó không đúng là cái khẩu trang và có thể phòng được bệnh thì nhiều khi là mình đeo nó cũng chưa chắc và cũng không chắc có hiệu quả đấy, giống như thế. Thế cho nên là cũng cần phải xem lại cái khẩu trang đấy là bác mua là nó có đúng là cái khẩu trang mà có tác dụng phòng ngừa những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài vào như là bụi rồi vi khuẩn virus hay không. Đấy, thứ nhất là phải xem lại, và thứ hai là nhiều người chúng ta cái khẩu trang có khi là để đeo, có khi thậm chí dùng như bạn Tú nói là có khi đúng lắm thế lâu không giặt ấy, thì chính cái khẩu trang đấy nó lại là cái ổ khuẩn và chúng ta đeo vào thì vô hình chung chúng ta lại hít vi khuẩn virus vào trong họng của chúng ta. Đấy, đấy là ý thứ nhất tôi muốn nói về cái đeo khẩu trang. Cái thứ hai nữa là cứ về mùa đông này thì thời tiết thì bác lại bị lạnh như vậy thì khả năng là bác có thể năng là bác bị viêm họng dị ứng với thời tiết. Đấy. Những cái người mà bị cơ địa dị ứng, đặc biệt là dị ứng thời tiết với cả lạnh ấy, thì chỉ cần thay đổi gió mùa đông bắc về hoặc là cái thời tiết nó thay đổi thôi, nóng quá, lạnh quá đều có thể là gây cái viêm họng dị ứng, cho nên là cũng rất là khó để điều trị. Thế còn cái trường hợp bác hỏi nữa là tôi đã ngậm mật ong với cả chanh rất là nhiều dần nhưng không đỡ, nhưng thực ra mật ong với chanh thì cũng chỉ là một cái thêm vào. Nó cũng có hiệu quả phòng ngừa thêm vào thôi, và khi mà chúng ta bị viêm họng thì không biết trường hợp của bác thế nào, nhưng trường hợp của tôi thì khi mà tôi đau họng nhiều vào thì đúng là tôi cứ ngậm ong với mật ong với cả quất chanh thì tôi đi đỡ hẳn, tại vì cái mật ong nó làm rất là dịu cái niêm mạc họng, và cái thứ hai là bản thân trong mật ong này cũng có chất kháng khuẩn, rồi nó cũng có chứa thêm những cái chất kháng khuẩn rồi tăng cường cái sức đề kháng, các cái vitamin và khoáng chất, cho nên là cũng có tác dụng rất tốt để phòng ngừa viêm họng. Cái chanh cũng vậy, chanh thì vừa giàu vitamin C cũng có tác dụng tăng cường sức đề kháng. Thứ hai là cái chanh mà khi ngậm mà chúng ta phải nhai được cả cái cùi của cái quả chanh ấy, đấy, cái vỏ ngoài của quả chanh nữa, thì trong cái vỏ đấy nó cũng có rất là nhiều những cái chất mà có tác dụng rất tốt đối với họng. Thế thì tôi nghĩ là trường hợp của bác thì nếu như là đã bị nhiều như thế rồi là ngậm chanh các thứ không khỏi thì bác phải nên đi khám bác sĩ. Đấy, tốt nhất là khám bác sĩ chuyên khoa viêm họng để tìm cái nguyên nhân của bác viêm họng nó là cái gì. Nếu mà do dị ứng thì chúng ta cũng lại phải tìm các phương pháp, hay là do nguyên nhân những nguyên nhân khác thì cần phải điều trị tận gốc thì nó mới khỏi được. Chứ còn nếu chúng ta cứ ở nhà chúng ta chỉ có nghĩ là ngậm một chút mật ong với cả chanh mà không khỏi thì chúng ta không đi khám bệnh thì để nó thành mãn tính rồi thì chắc chắn là mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc là gì đấy thì vẫn có thể là bác sẽ bị thường xuyên. Trường hợp này thì tôi xin trao đổi thêm là trong cái y lý của y học cổ truyền ấy thì những cái bệnh lý về tai mũi họng hay là vùng họng hầu họng ấy thì có cái ngoại nhân và nội nhân, mà cái ngoại nhân ở đây á, thì người ta thấy là một là hàn hay là nhiệt, ba là thấp. Đấy, cái này so sánh lý thuyết thì với học cổ truyền với học đại gần như là nó rất trùng thôi. Đấy thì cái bác này có thể là bác ở cái tạng hàn, và bây giờ mùa đông đến á, thì hai hàn ấy nó hợp với nhau thì cái quá trình sinh bệnh nó lại phát triển ở đấy. Và dù bác cũng có đeo phu la rồi này, thậm chí có thể là cái khẩu trang mà tôi nói là khẩu trang chuẩn ấy, nhưng mà nằm trong cái môi trường là lạnh thì nó đều bị tác động, vì nó tác động chung đấy. Thì đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, nhưng mà về y học cổ truyền tôi thấy cũng có thể giúp bác được, tức là bây giờ bác phải ngậm hay là bác dùng những cái gì mà nó ấm ở cái vùng vòm họng đấy. Thì một cái vị mà rất hay, tôi hướng dẫn cho nhiều rất người, một đúng chị Hải nói là gừng nó làm ấm, nó có kháng khuẩn nữa và nó để trừ hàn đấy. Thì như vậy là mình có lẽ là ngậm gừng này đi uống trà gừng này. Một cái vị thứ hai nữa là cái vị kha tử, bác có thể ngậm cái kha tử, cứ ngậm thế thôi, rồi cái ấy nó ấm cả cái vòm họng thế này rồi bệnh nó sẽ thả thoi lui. Thì rất là đơn giản, mà tôi nghĩ không có gì mà rẻ tiền bằng kinh tế nhất. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua những cái lời chia sẻ vừa rồi từ phía bác sĩ Hải cũng như bác sĩ Cùng đã dành cho trường hợp của vị khán giả Minh Thư 50 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội. Và hy vọng rằng là khán giả Minh Thư cũng sẽ có thêm được nhiều những cái liệu pháp và nhiều kinh nghiệm hơn để có thể là bảo vệ được cái cổ họng của mình, nhất là trong cái mùa đông sắp tới, thưa quý vị. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương ạ. Thưa bác sĩ, con tôi 3 tuổi và hiện cháu bị ho, sốt nhẹ, khản tiếng và chảy nước mũi. Khi mà đi khám thì bác sĩ bảo là bị viêm phế quản. Uống thuốc mấy ngày nhưng không đỡ thì bác sĩ khám lại thì bảo là bị viêm phổi. Và xin hỏi bác sĩ là làm sao để biết dấu hiệu trẻ bị viêm phổi hay là viêm phế quản?
và hy vọng là và cũng là cách để mà có thể là chữa trị được với những triệu chứng vừa rồi. Vâng, một cái câu hỏi mà rất là một cái câu hỏi rất là thắc mắc đúng không? Vì sao là đã được chẩn đoán là viêm phế quản, sau đấy điều trị rồi thì bây giờ đến khám lần sau lại là viêm phổi. Vâng, thế thì cũng phải giải thích với chị thế này. Tức là với cái triệu chứng đầu tiên của con chị là cháu bị hắt hơi, sổ mũi, rồi sau đấy thì là có ho và có sốt nhẹ. Thì đấy là những cái triệu chứng mà nhiễm trùng ở đường hô hấp trên và dưới. Đấy là nghĩ nhiều đến là do virus, tức là cúm, tức là cái virus. Và với cái nguyên nhân mà do virus như vậy thì thông thường là nó sẽ diễn biến lành tính và tự khỏi. Tuy nhiên là với cái việc nhiễm virus thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hệ thống miễn dịch ở chỗ đường hô hấp và có thể dẫn đến nhiễm vi khuẩn. Thế và một cái diễn biến mà cũng có thể thường gặp đấy là đầu tiên là chỉ viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản và sau đấy thì dẫn đến viêm phổi. Và đặc biệt là cái viêm phổi mà đối với cả trẻ nhỏ thì rất là nguy hiểm. Thế thì một cái điều mà các bác sĩ khuyên đối với các bà mẹ, gia đình có con nhỏ, đấy là phải đối với các cháu mà có biểu hiện nhiễm trùng ở đường hô hấp thì cũng phải theo dõi con thật sát để phát hiện những cái triệu chứng sớm. Mà tức là cái bệnh nó không kiểm soát được, giống như là từ virus lại nhiễm vào vi khuẩn. Đấy là cháu nó ho, các triệu chứng hô hấp thì nó tăng lên. Ví dụ như là ho tăng lên rồi kèm theo khó thở. Và ở trẻ con thì khó thở thì sẽ phát hiện rõ đấy là khi mà cháu nó khó thở là nó sẽ không chơi. Đấy, nó sẽ chơi, nó không ăn. Đấy, và cái đấy nó cũng là một cái điều cảnh báo đối với bố mẹ. Rồi nhìn thì thấy lồng ngực cháu nó phồng hơn, hoặc là đếm nhịp thở thấy nhanh hơn nếu bố mẹ cháu biết đếm nhịp thở, rồi cánh mũi của nó phồng. Thế thì đấy là những cái dấu hiệu mà bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới và đặc biệt là viêm phổi nó tiến triển. Và với cái việc mà con mà có các triệu chứng mà không kiểm soát được như vậy thì bố mẹ nên cho đến quay lại bệnh viện sớm, khám sớm để điều trị và phòng những cái biến chứng nặng nề về sau. Dạ vâng, đó chính là những lời khuyên từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương dành cho câu hỏi của vị khán giả vừa rồi ạ. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, ngay lúc này đây thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với kết quả của câu hỏi tương tác số 2. Câu hỏi tương tác của số 2 mà chúng tôi đưa ra đó chính là cách phòng bệnh viêm họng chưa đúng là gì. Có 4 đáp án để đưa cho tất cả quý vị lựa chọn và đáp án đúng đó chính là đáp án C. Và người trúng giải ngày hôm nay đó chính là địa chỉ Facebook Thanh Bình Lê. Xin được chúc mừng các bạn đã là người nhận được phần quà trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút và chúng tôi sẽ quay lại sau một vài giây. Hãy tương tác cùng chương trình qua website sứckhoedờisống.vn và fanpage Sức khỏe và đời sống, hoặc gọi điện thoại qua số 1900 6690 để được giải đáp thắc mắc. Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tương tác với chương trình bằng cách like fanpage báo Sức khỏe và đời sống, share link sự kiện, trả lời câu hỏi chính xác và nhanh nhất. Chúc các bạn may mắn. Vâng, thưa tất cả quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã có một khoảng thời gian cùng với những vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ nhiều hơn và kỹ hơn với tất cả quý vị về những triệu chứng và cách phòng những bệnh lý về viêm họng và viêm amidan. Và hy vọng rằng những thông tin ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có thể tránh được những cái triệu chứng, những bệnh lý về viêm họng, viêm amidan trong một cái thời tiết chuyển mùa, nhất là mùa đông, mùa xuân sắp tới với khu vực phía Bắc và với tất cả những quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Có rất nhiều những câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Tuy nhiên vì thời lượng chương trình có hạn, chính vì vậy mà chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến tất cả quý vị những lời giải đáp, những lời thắc mắc ở trên website của chương trình sức khỏe và đời sống.vn và cả fanpage của chương trình cũng như kênh YouTube của chương trình nữa. Ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn 4 vị khách mời. Cảm ơn đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh. Xin được cảm ơn đến Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hưng Củng. Cảm ơn đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương và cảm ơn Bác sĩ Lê Thị Hải đã nhận lời tham gia chương trình và chia sẻ đến tất cả những quý vị khán giả những thông tin hữu ích về chủ đề chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng đồng hành ngày hôm nay đó chính là Farison.
Và đặc biệt hơn nữa là không quên gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình trong những suốt những thời gian vừa qua. Và quý vị thân mến, đừng quên chương trình sắp tới của chúng tôi sẽ có chủ đề là điều trị viêm đường hô hấp hiệu quả vào 15 giờ ngày 17 tháng 10 trên sức khỏe và đời sống.vn cũng như kênh YouTube và Fanpage của chương trình. Còn bây giờ đây, thay mặt cho tất cả ekip làm chương trình, xin được gửi lời cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị viêm họng Ferristor. Ferristor là sản phẩm thảo dược của công ty trách nhiệm hữu hạn CC Life dùng cho người mắc viêm họng cấp và mãn tính, viêm amidan, viêm thanh quản, được sản xuất từ dược liệu sạch theo công nghệ chuyển giao từ Fuma Natural Mỹ tiên phong tại Việt Nam, với thành phần cao xạ cam, bồ công anh, bảy lá mộc hoa, kim ngân hoa, huyền sâm. Ferristor hỗ trợ tiêu đờm, giảm viêm trong các trường hợp bị viêm họng cấp và mãn tính, viêm thanh quản, viêm amidan, sẽ giúp bạn nhanh chóng chữa tận gốc bệnh ho. Được sản xuất từ dược liệu sạch theo công nghệ Fuma Natural Mỹ, giúp lưu giữ hoạt chất quý từ thảo dược thiên nhiên mà công nghệ truyền thống chưa làm tốt, an toàn, không bị nhiễm độc tố, nấm, bụi bẩn, vi khuẩn, virus trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chất lượng sản phẩm với quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ từng công đoạn. Ferristor cho tác dụng nhanh như phương pháp điều trị bằng kháng sinh nhưng không gây mệt mỏi, là an toàn, ít tái phát, hạn chế nhờn thuốc, giúp cơ thể khỏe mạnh do tác động vào gốc của bệnh. Hiện tại giá trên thị trường cho 4 liệu trình gồm 12 hộp, mỗi hộp 30 viên là 2.220.000 đồng.